Hello Loa Phường, cảm ơn anh Hương Cao nha. Anh Hương Cao được 15 triệu cổ phần chưa? Hài lòng chưa? Số cổ phần đạt tiêu chuẩn chưa? Vượt chỉ tiêu chưa? Hôm nay là mùng 4, còn có 25 ngày nữa là sang lịch 2024. Đấy. 3 tuần nữa, 3 tuần mấy ngày? 37, 21. 26 ngày nữa. 26 ngày nữa. 3 tuần cộng với lại 5 ngày. Đấy. Cảm ơn chị Nguyễn Hòa nha, cảm ơn chị Nguyễn Sao nha. Em Nguyễn Sao à? Em chào anh. Cảm ơn em Nguyễn Sao nha, Nguyễn Sao hình như ở Vĩnh Phúc. Cảm ơn anh Võ Công Minh Hiếu. Chào tỷ phú, chào em Lai tỷ phú và cả nhà UST buổi tối vui vẻ, siêu năng lượng. Cảm ơn anh Võ Công Minh Hiếu nha. Cảm ơn em Trần Hương nha. Trần Hương lâu lâu mới vào xem livestream của anh Lai nha. Trốn nha. Ngân Giang xin chào tỷ phú Loa Phường. Chúc buổi tối thật nhiều năng lượng. Cảm ơn chị Ngân Giang hay là anh Ngân Giang nhỉ? Không biết là nhiều người quá rồi không biết anh hay chị nữa. Ngân Giang hình như chị chứ anh đâu. Cảm ơn chị Nguyên Nông nha, chào bạn Lai nha. Cảm ơn anh Nguyên Nông. Sinh Thái em chào anh nhé, cảm ơn Sinh Thái. Khởi nghiệp xanh, ôi giời ơi em Hà có cái nick hay quá, em Hà có nick hay quá, lên giao lưu em Hà ơi, Đình Hà ơi, thầy giáo ơi, cán bộ công chức ơi, lên giao lưu với mọi người đi cán bộ ơi. Chào anh Trung Lai, chào chị, chào em, chào tỷ phú Loa Phường Kiên Giang, cảm ơn anh Trần Tám nha. Tất cả mọi người ở đây, anh chị em cô chú chúng ta là hôm nay chúng ta đang có quyền để làm triệu phú đô la đấy, đừng để rơi mất cái quyền đấy mọi người ạ. Đừng để rơi mất cái quyền đấy, nó không đến với chúng ta lần thứ hai thứ ba đâu. Đang thêm em Đình Hà mà không biết có vào được hay không nha. Lý Cảnh, hello tỷ phú Trung Lai và cả nhà UST nha. Cảm ơn Lý Cảnh. Chào anh Lai nha, chào anh chị em nha. Cảm ơn cán bộ Đình Hà nha. Em đang ở ngoài đường, tí tí em về em vào. Ok em, cảm ơn anh Hà nha. Ok anh. Không biết là gì ạ? Ở trong này còn ngoài Lý Cảnh ra là dân tộc thiểu số ra có còn ai dân tộc thiểu số không ạ? Anh Đình Tám này là hình như là không phải dân tộc thiểu số rồi. À gì anh Trần Tám này là dân tộc Kinh. Trong này có ai còn còn ai dân tộc thiểu số không ạ? Còn ai dân tộc thiểu số bấm số 1 giúp em hai cái. Hay là toàn người Kinh không? Mấy ông Kinh không ý. Nhanh tay nhanh chân quá không mình chen hết. Không mình gì ạ? Tranh hết cổ phần của các anh chị em cô chú mình là người dân tộc thiểu số. Ở trong này ngoài Lý Cảnh ra còn ai là dân tộc thiểu số không ạ? Nếu mà còn ai dân tộc thiểu số thì bấm số 1 giúp em like cái. Em chào bác Lai UST nhé. Cảm ơn Đàm Tuyến. Cảm ơn Bích Kiều, cảm ơn chị Bích Kiều, cảm ơn anh Hà Khoa. Nếu như mà ai ở đây mà dân tộc Kinh ấy, mà đang ít cổ phần ấy thì nên gì ạ? Thỉnh thoảng giao lưu với bạn Lý Cảnh bằng tuổi em Lai. Sinh năm 1981 đấy và em bạn Lý Cảnh ấy, là dân tộc Tày mọi người ạ, dân tộc Tày đấy, dân tộc Tày. Thực tế thì em còn chưa biết là dân tộc Tày khác dân tộc Thái ở chỗ nào đâu, nhưng mà em chỉ nghe thế thôi. Đàm Tuyến cũng là anh Đàm Tuyến cũng là dân tộc thiểu số đấy. Nếu mà cứ ai dân tộc gì được mà cứ có số cổ phần ngang ngửa với lại bạn Lý Cảnh này vài triệu cổ phần đi rồi mọi người sẽ thấy cái cảnh. Đúng không ạ? Tối đi ngủ là triệu phú đô la đi ngủ đấy. Ngày mai đi ra ngoài đường là triệu phú đô la đi uống cà phê đấy, triệu phú đô la đi làm đấy. Cảm ơn chị Nguyễn Trinh. Mọi người có ai lên giao lưu với em tí không ạ? Ai mà sợ sợ livestream ấy thì mọi người lên đây livestream với em live. Bây giờ chúng ta có một cái tập đoàn lớn nhất thế kỷ 21. Một cái cơ hội lớn nhất của cái thế kỷ 21. Vậy mà chúng ta không chia sẻ, chúng ta không livestream, chúng ta không nói với người này người kia thì quả thật là đáng tiếc mọi người ạ. Bỏ lỡ cái cơ hội này quá đáng tiếc mọi người ạ. Phí lắm luôn. Đấy. Em chào anh, cảm ơn Nguyễn Duyên. Em dân tộc Tày Lào Cai. Đàm Tuyến dân tộc Tày Lào Cai à? Tuyệt vời. Dân tộc Tày
Dân tộc Tày có bạn Vương Hoa. Vương Hoa là người Hà Giang, cũng mười mấy 20 triệu cổ phần. Anh cho chờ em nhé. Cảm ơn Nguyễn Duyên. Nguyễn Duyên lên đây. Ai mà muốn lên đây live stream giao lưu cùng với tất cả các anh chị em của chú mình thì cứ lên đây. Bây giờ là đến cái thời buổi bây giờ là chúng ta hãy tận dụng tối đa cái mạng Internet. Hãy tận dụng tối đa mạng xã hội để chúng ta có thể làm giàu. Chúng ta có thể giúp cộng đồng làm giàu, giúp người thân anh em bạn bè của chúng ta làm giàu nhờ vào Internet. Đó, nhờ vào mạng xã hội. Cảm ơn chú Thắng Hà Nội, cảm ơn anh Hà Khoa, Ngô Thị Ngọc, Trịnh Thanh Hiền, cảm ơn em Ngô Thị Ngọc, cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Nguyễn Hoa, đó. Mọi người hãy tận dụng tối đa để chúng ta có được cái Big Data. Đấy, mở rộng cái mối quan hệ ở trên mạng xã hội ra. Vì giờ chỉ cần có mỗi cái điện thoại thôi là YouTube, Facebook, Zalo, TikTok. Đấy là chúng ta có thể, một lúc chúng ta có thể có hàng triệu người bạn. Em xin nhắc lại là ba cái kênh đấy chúng ta có thể có hàng triệu người quen, có hàng triệu khách hàng. Mọi người ạ, vì dân tộc Việt Nam chúng ta là 100 triệu. Mà hơn 50% người dân là có mặt ở trên mạng xã hội. Đấy, hơn 50% người dân chúng ta là sử dụng điện thoại thông minh, có mặt ở trên mạng xã hội, có mặt ở trên các kênh mạng xã hội, trên TikTok, trên Facebook, trên YouTube. Đấy. Cảm ơn chị Đặng Thanh. Chào em tỷ phú năng lượng nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Hoa. Cảm ơn chị Huỳnh Thắm. Chị chào em Lai nhé. Cảm ơn chị Huỳnh Thắm. Chào cháu Lai Cấn. Cảm ơn cô Thông Lê. Lê Thông. Tiền đến từ người lạ anh ạ. Cảm ơn Nguyễn Sao. Tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị em của chúng mình. Rất là tuyệt vời ạ. Em Lai chia sẻ với mọi người thế này nha. Nói ngắn gọn thế này để cho mọi người dễ hiểu nha. Đến UST chúng ta có quyền lựa chọn mình giàu cỡ nào. Không ai cấm. Đấy, không ai cấm. Cái thứ hai ấy là cũng không bắt buộc chúng ta phải chia sẻ cơ hội cho người khác. Đấy, đúng không? Có những người thích ăn một mình. Đấy, nhưng mà ví dụ như là như em Lai thì gọi là loa phường rồi. Đấy, loa phường. Với lại quan điểm cá nhân của em Lai là mình có giàu một mình sống cũng chả sung sướng gì. Mọi người, giờ mọi người hãy tưởng tượng đi. Cả họ nhà mình mà có một mình giàu có sung sướng gì không ạ? Chả sung sướng gì cả. Hết cái hội bạn anh em của mình chơi, bạn bè người thân của mình chơi mà có mình giàu có sung sướng không ạ? Chả sung sướng gì đâu mọi người. Đấy, cho nên là em Lai thấy cơ hội tham gia vào tập đoàn UST là tất cả chúng ta có thể làm giàu được. Đấy, với lại là với cơ hội UST này nó mới phù hợp với người dân Việt Nam chúng ta. Kiến thức, trình độ, đúng không ạ? Khoa học, kỹ thuật, còn nhiều thứ người Việt Nam chúng ta lạc hậu lắm. Cảm ơn em Cấn Thị Hằng. Đây mời em Hằng lên nha. Cảm ơn Huyền Linh, cảm ơn anh cho em like với ạ. Cảm ơn Nguyễn Duyên, lên đây Nguyễn Duyên. Lên hết luôn. Cảm ơn em Hằng nha. Đây mời em Duyên lên đó này, đang thêm em Duyên này. Ai mà lên được cứ lên nha. Đấy, tuyệt vời quá. Em chào anh chị. Chào chị. Chào anh chị ạ. Em Nguyễn Duyên này, như Hà Tây luôn à? Vâng ạ. Em Duyên giới thiệu bản thân với mọi người nha. Còn em Hằng thì giới thiệu sau. Tại em Duyên là mới, cho nên em Duyên tự giới thiệu nha. Em xin chào anh Lai, xin chào chị. Xin chào tất cả các cô chú có mặt trong live của anh Lai. Em tên là Duyên ạ. Em sinh năm 85. Em đến từ Ba Vì, Hà Nội ạ. Hiện tại em đang làm công chức nhà nước ạ. Và em mới sở hữu cổ phần của UST từ năm 2023 ạ. Rất cảm ơn anh Lai đã cho em lên đây để tham gia buổi live với hai anh chị ạ. Tuyệt vời quá, cảm ơn em. Cho anh hỏi là em đang làm công chức nhà nước mà em làm được bao nhiêu năm rồi? Em được 15 năm anh Lai ạ. 15 năm? Dạ. Nếu như không có gì thay đổi thì còn bao nhiêu lâu nữa thì mình sẽ được nghỉ hưu em nhỉ? Năm nay là em 38, 22 năm anh ạ. 22 15 năm. 15 năm cộng với lại là 28 năm nữa à? 22 năm ạ. 22, 15 cộng với 22 là thành 37. Vâng. Tổng cộng là 37 năm. Vâng. 37 năm. 37 năm thì
ba bảy năm thì mỗi một năm thu nhập trung bình của em hiện tại bây giờ là mức lương trung bình của em hiện tại bây giờ mỗi một năm là thu nhập khoảng bao nhiêu tiền nhỉ? Em có thể chia sẻ với mọi người không? Hiện tại là mức lương của em Duyên đang là 7 triệu ạ. 7 triệu, 7 triệu 2 tháng nữa là 14 triệu, 84 triệu một năm. 10 năm là 840. 20 năm mới là 1 tỷ 7. 40 năm mới thì là 3 tỷ 4. Ok đấy, được đấy nhờ. Chúc mừng em quá. Vậy em có thể chia sẻ với mọi người là cơ duyên gì mà em biết đến UST, rồi tại sao em đầu tư vào UST trong khi đó là ở trên các kênh truyền thông mạng xã hội là nó có rất nhiều những thông tin trái chiều mà em vẫn quyết tâm đầu tư vào? Dạ, trước đây thì em làm công chức nhà nước và em bị gò bó về thời gian ạ. Tức là công việc thì nó không quá vất vả nhưng nó cũng có áp lực và vất gò bó về thời gian. Và cái mức lương hành chính thì nó không đảm bảo cuộc sống. Và mình thường xuyên trong cái tình trạng là thu không đủ chi. Và khi lấy lương về thì chưa đến cuối tháng là mình đã hết lương. Khi biết đến cái cơ hội sở hữu cổ phần của Unikai thì ban đầu thì em Duyên cũng chưa đón nhận ngay đâu ạ. Ban đầu khi nghe đến em thấy nó là lạ và em cũng nghĩ là đa cấp và sau đó em bỏ bẵng hết một thời gian. Bởi vì cái bạn mà chia sẻ với em là cũng chỉ qua điện thoại thôi và bạn có gửi một vài thông tin thì em cũng bỏ bẵng hết một thời gian. Sau đó thì em chỉ có nghe một từ kia, bạn bảo là bây giờ đầu tư 12 triệu và sau này 3 đến 5 năm thì sẽ có cơ hội nhận về 600 triệu. Và thế là em Duyên có một cái suy nghĩ là với cái mức lương công chức như của mình thì mình luôn trong tình trạng thu không đủ chi thì sẽ rất lâu để mình có thể tiết kiệm được 500 triệu. Và lúc đó là em Duyên cũng chưa hiểu, nhưng mà em Duyên chỉ nghĩ đơn giản là em Duyên đầu tư vào đây 2 tháng lương để sau này em Duyên có một cái cơ hội thay đổi cuộc sống của mình tốt hơn. Thế là em đầu tư vào Unikai, sau đó thì em tìm hiểu thì trước tiên là em tìm hiểu về pháp lý và sau đó thì em tìm hiểu đến ngài chủ tịch. Và khi tìm hiểu đến ngài chủ tịch thì càng tìm hiểu em càng thấy yêu quý, kính trọng ngài và em càng thấy tự hào vì mình được hợp tác với một nhà khoa học. Và từ đó thì em đã quyết định là cánh tay nối dài của ngài chủ tịch. Và em thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Vì vậy em muốn lan tỏa cái cơ hội này và chia sẻ cái cơ hội này đến với anh em, bạn bè, người thân của em. Và khi em chia sẻ thì cũng có rất nhiều người nói là ảo, nhiều người từ chối. Và em quyết định là em sẽ làm online và em sẽ hàng ngày xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Zalo và TikTok. Và biết đâu đó thì sẽ có những người nghe được và hiểu được. Bởi vì cái em có nghe được một câu nói là gì ạ? Cái rủi ro lớn nhất đó là bởi vì ngài chủ tịch đi trước cái, tức là cái ý tưởng của ngài nó đi trước và nhiều người chưa đón nhận được và họ cho là ảo. Thế cho nên là em Duyên cũng làm video và cũng chia sẻ với anh em bạn bè. Và rất vui hôm nay được anh Lan mời lên đây để livestream cùng với hai anh chị ạ. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cảm ơn em, rất là tuyệt vời. Em Duyên, khi mà em tham gia vào đây á, thì người nhà, người thân, bạn bè sẽ rất nhiều người ngăn cản. Đó. Và nãy em cũng có nói là khi em tìm hiểu về tập đoàn thì em thấy là tập đoàn này rất là tốt, rất xứng đáng để cho em mang cái cơ hội này em lan tỏa với cộng đồng. Đó. Và khi em vượt qua được những cái rào cản, những cái níu kéo tay mình lại, không muốn cho mình làm, người thân bạn bè thì người ta rất là sợ mình tham gia vào một cái mới. Vậy thì khi mà em vượt qua những cái đấy thì nó bị tổn thương trong mình có nhiều không? Ví dụ như giờ em chia sẻ với người thân, bạn bè, anh em trong nhà, thậm chí là bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan, có rất nhiều người là người ta cũng sẽ chưa dành thời gian ra để người ta tìm hiểu. Đó. Chính vì thế cho nên nó sẽ để lại cho em những cái tổn thương về mặt tinh thần. Đó. Chắc chắn là có điều đó. Vậy thì khi mà em đã
đã quyết tâm, em đã quyết tâm đồng hành cùng với tập đoàn, thì anh tin rằng em đã có một cái niềm tin rất là lớn, có thể nói là niềm tin đủ lớn đó. Và nãy em có nói là em đồng hành cùng với tập đoàn, vậy thì anh muốn hỏi em đó là đã trường hợp đã có lúc nào em nghĩ là đến một cái thời điểm em sẽ xin nghỉ để em làm đối tác cùng với tập đoàn? Dạ em có ạ, em bây giờ em vẫn đang mong muốn như vậy ạ. Nhưng mà thật ra bố mẹ em nuôi em ăn học 20 năm, và khi em đi làm như thế này bố mẹ em cũng ở thời điểm năm 2008 là bố mẹ em cũng phải bỏ ra một số tiền lớn để xin việc cho em. Và vì vậy mà thứ nhất là bố mẹ em, thứ hai là ở chồng em là một sĩ quan quân đội, và anh ấy không muốn em mạo hiểm, anh muốn em ở trong nhà nước. Cho nên là đó là hai cái lý do mà hiện tại em vẫn đang cố gắng để hoàn thành hai nhiệm vụ. Còn thực ra trong bản thân em thì em rất muốn nghỉ, nhưng mà hiện tại thì em vẫn chưa làm được điều đó, bởi vì thứ nhất là đó là do bố mẹ em, thứ hai là vì chồng em nữa. Nhưng mà khi mà mình đã có một cái em nghĩ là một cái đủ lớn, thì lúc đó mình đốt thuyền cũng chưa muộn. Còn hiện tại thì mình cứ cố gắng thôi ạ. Và em nghĩ là không có một cái dự án nào, tức là trước đây em chưa hề biết đến đầu tư, chưa hề biết gì đến tài chính. Và mọi người, em sinh ra và lớn lên chỉ ở Mỹ Tre làm, em đi học cũng ở Mỹ Tre làm, và sau đó em lấy chồng làm. Và suốt từ bé đến lớn tới giờ là em chỉ có quay quần ở làng em chưa đi đâu ra khỏi làng em cả, có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Và khi em biết đến cái cơ hội USD thì em thấy là sẽ rất khó để tìm được một cái dự án mà mình, em chào anh, em sẽ rất khó để mình tìm được một cái dự án mà mình có thể hợp tác được với một nhà khoa học. Ông không chỉ là một nhà khoa học mà ông còn có người là một vĩ nhân, và em thấy mình vô cùng hạnh phúc vì mình được hợp tác với một nhà khoa học, một vĩ nhân như thế. Và mọi người thì sợ là công ty không thành công hay vỡ nợ, nhưng mà chỉ riêng cái sở hữu trí tuệ của ngài chủ tịch thôi, ngài công bố để thành lập công ty đó là hơn 400 tỷ đô. Nhưng khi mà tìm hiểu về cuộc đời của ngài, về quyển sách của ngài, thì ngài có viết trong đó là cái sở hữu trí tuệ của ngài là 9.700 tỷ đô. Và nếu như ngài không vì nhân loại, ngài không vì giải cứu hành tinh, ngài chỉ cần bán cái sở hữu trí tuệ đó đi thôi, thì cuộc sống của ngài và gia đình ngài cũng đã ấm no rất nhiều đời rồi ạ. Nhưng mà với cái sứ mệnh giải cứu hành tinh thì ngài đã kiên trì trong suốt hơn 40 năm qua để đưa công nghệ vận tải đường dây này thành hiện thực, để thương mại hóa nó ra toàn cầu, với một cái mục đích là giải cứu hành tinh, với một cái mục đích là bảo vệ, chống ô nhiễm môi trường, và có thể giúp hàng triệu người thoát khỏi cái tai nạn giao thông hàng năm. Và em thấy là một cái dự án nhân văn như vậy, một cái người sáng lập tuyệt vời như vậy, thì không có một lý do gì để em từ chối. Và em thấy mình rất là happy khi mình được lên đây chia sẻ cái cơ hội này với các cô chú anh chị có trong live của anh Lai ạ. Em biết ơn anh Lai rất nhiều ạ. Cảm ơn em Duyên. Anh muốn hỏi em Duyên là có rất nhiều lần buổi live stream anh nói là nếu như ai đó sở hữu 200.000 cổ phần của tập đoàn UST thì có thể bằng những công nhân viên chức đi làm là 40 năm. Anh tin là cái lời nói đó của anh nó cũng giống như là một cái viên gạch mà có thể là nhăm nhe vào ai đó, hay là đại ý là nó sẽ gây tổn thương cho ai đó. Thì ở góc độ của em là người nghe những cái buổi live stream của anh mà anh nói như thế, thì em có cảm nhận như thế nào? Dạ, nếu mà khi mà mình mà là người ngoài cuộc ấy, mình nghe cái câu đó thì có thể có rất nhiều người sẽ tự ái, hoặc có người sẽ là bảo là ảo. Và hôm trước em nhớ là anh Lai cũng có hỏi em câu này. Nhưng mà thực sự thì khi em Duyên đã là người sở hữu cổ phần của UST, và khi mình là người đã được đồng sở hữu cái công nghệ vận tải đường dây của chủ tịch, thì dù nó chỉ là một con số nhỏ thôi ạ, nó không bằng cái 200.000 cổ phần UST đi nữa, thì mình cũng tự tin là mình sẽ có cái cơ hội để mình thay đổi cuộc sống của mình.
mình sẽ có cái cơ hội để mình chăm sóc gia đình mình và mình có cơ hội để báo hiếu bố mẹ mình. Bởi vì trước đây có thể, ví dụ như đơn giản như em Duyên thôi ạ, 15 năm công chức, nhưng có những lúc em muốn biếu bố mẹ em một chút gì đó, nhưng em không làm được bởi vì con em còn chưa đủ nuôi, bản thân em còn chưa lo được thì làm sao em có thể báo hiếu được bố mẹ em. Và vì vậy mà khi mà biết đến USB, khi biết cái giá trị nhân văn, mà khi biết được cái ý nghĩa nhân văn mà chủ tịch muốn trao cái cơ hội này đến với tất cả những người nghèo, thì em Duyên thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Mình có thể đi làm 35 năm đúng không ạ? Ví dụ như em Duyên nếu như đủ 60 tuổi là 37 năm để nghỉ hưu với một mức lương hưu là từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Và mình phải đi làm thuê trong suốt 30 năm đó. Mình phải làm từ 8 đến 10 tiếng. Và mình phải chịu sự sai khiến và sự áp lực từ rất nhiều cấp. Mọi người bảo là đa cấp, nhưng em Duyên thấy trong nhà nước của em Duyên có rất nhiều cấp. Từ tổ trưởng, tổ phó đến hiệu trưởng, hiệu phó, rồi cấp phòng, cấp sở, rồi trung tâm y tế, rồi sở, rất nhiều các cấp. Và đó cũng là đa cấp đúng không ạ? Và nó chỉ có khác đi thôi. Nhưng khi mình có một cái tư duy thoáng thoáng hơn, khi mình thấy đây là một cơ hội tuyệt vời, thì cái đa cấp đó nó không là gì cả. Mình chỉ thấy đó mình rất happy. Mình rất happy vì mình được sở hữu cổ phần USD. Và mình rất happy vì mình đã chia sẻ cái cơ hội này. Có thể có những người chưa hiểu, chưa đón nhận, nhưng có những người bạn này của em Duyên ban đầu cũng không nghe, và bây giờ thì đã sở hữu cổ phần. Và có những người thì chặn tin nhắn, nhưng không sao cả. Hôm nay có thể bạn chặn tôi, nhưng sau này khi công ty lên sàn, khi chủ tịch trả cổ tức, lúc đó bạn sẽ thấy là lúc đó con bé đấy nó chia sẻ với mình là thật tâm. Còn bây giờ bạn bảo tôi là đa cấp, bây giờ bạn sợ tôi lấy cái gì đó của bạn, sợ tôi đi lừa bạn, mà bạn chặn vô tư thôi, không sao cả. Người này không đón nhận, vẫn có người khác đón nhận, đúng không ạ? Và mình cũng biết ơn những người không đón nhận, bởi vì nếu họ không đón nhận thì đến hôm nay em Duyên mới được sở hữu cổ phần của USD. Còn nếu không thì chủ tịch huy động vốn trên toàn thế giới trong suốt 9 năm qua thì sẽ không đến lượt mình nữa, đúng không ạ? Bởi vì em Duyên là một người mới, năm 2023 này thì em mới được biết đến và sở hữu cái cổ phần của USD ạ. Vì vậy mà mình biết ơn cả những người mà từ chối ạ. Bởi vì nhờ họ từ chối cho nên mình mới có cơ hội được sở hữu cổ phần USD. Mình mới có cơ hội được hợp tác với một nhà khoa học ạ. Dạ, em biết ơn anh. Tuyệt vời quá, cảm ơn em Duyên rất là nhiều. Anh thấy là em là một tấm gương trong công chức nhà nước mà mình dám giống gọi là dám nghĩ và cũng dám làm. Không phải ai cũng dám điều đó. Không phải ai cũng dám điều đó đâu. Đôi lúc người ta dám mơ ước đấy, nhưng mà người ta không dám hành động, không dám làm. Đó. Chúc cho em sẽ sở hữu đâu đó khoảng trên 50 triệu cổ phần. Và có thể là gieo những cái hạt giống giàu có này cho thật hàng nhiều nghìn người, chục nghìn người, hàng trăm nghìn người. Vì ở đất nước Việt Nam chúng ta có 100 triệu dân, mà tính đến thời điểm này chưa được 1% dân số của Việt Nam có cổ phần. Với mạng Internet thì một ngày em có thể là kết bạn, làm quen, chia sẻ với khoảng là 1.000 cho đến là 10.000 người. Anh lấy ví dụ là làm một cái video TikTok, có thể anh làm một cái video TikTok thôi, cái ngày cao điểm là sau 24 giờ là lên đến 26.000 lượt xem. Đó. Và thôi anh chỉ tính 1.000 lượt xem thôi. 1.000 lượt xem mà 1% gật đầu thôi, thì 100 người có 1 người, 1.000 người cũng có 10 người gật đầu. Đó, cho nên là mạng xã hội, anh chị em chúng ta tha hồ mà bay nhảy. Đấy, tha hồ mà lan tỏa, tha hồ mà gieo. Đó, cảm ơn em Duyên rất là nhiều và chúc cho em sẽ sớm đạt được cái ước mơ mà số lượng cổ phần nhiều nhất có thể. Cảm ơn em. Bây giờ muốn hỏi em Hằng một cái, đó là khi tham gia vào đây thì một cái khoảng thời gian tương đối dài, khoảng gần một năm, thì em tìm hiểu về tập đoàn, đến giờ này em đã thật sự yên tâm về tập đoàn hay chưa? Em có sợ mất không? Đã lúc nào em nghĩ là mình lo lắng, hay là mình có thể là bao giờ em nghĩ đến cái câu chuyện là mình có thể dừng lại cuộc chơi ở đây chưa? Đó, em thử nói cái cảm nhận của em cho mọi người nghe với. Vâng, em xin chào tất cả cô chú
Quý cuộc chú anh chị đang theo dõi livestream của anh Lai và bốn chị em trong đây ạ. Em thì tham gia đến nay cũng là từ đầu năm, coi như từ tháng 2 đến giờ. Thì để mà bảo nếu như bây giờ em dừng lại thì chắc chắn em không dừng. Bởi vì nếu có dừng thì em dừng ngay từ lúc đầu. Nhưng mà em đã trải qua bao nhiêu cái khó khăn, từ những cái thông tin nó trái chiều, rồi từ những lời nói mà mình có thể là mình tiêu cực, thì em đã vượt qua rồi. Vậy thì cố gì mà bây giờ em vượt qua rồi em lại dừng? Nên là em đã chọn con đường để mình đi. Đến ngày hôm nay thì chắc chắn em sẽ đi tiếp và sẽ tiếp nữa. Cứ em khi mình đi tiếp rồi thì mình tìm hiểu là về công nghệ, về tập đoàn thì mình đã hiểu hết rồi, mình đã biết thực tế rồi. Mà bản thân em cũng có chat với ngài chủ tịch rồi, cũng giao lưu với ngài chủ tịch rồi. Tất nhiên là ngôn ngữ bất đồng thì giữa tiếng Anh và tiếng Việt đã bị dịch. Thì em thì nói nhiều nhưng chủ tịch thì nói ít. Mà chủ tịch chỉ nói một câu là tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì nó thật là em thì từ ngày mà chat với ngài chủ tịch thì từ đấy thì cũng biết là ngài nhiều việc, cũng không thể là để ý được hết tất cả các cổ đông Việt Nam mình được. Thì em cũng rất là hạnh phúc, bởi vì khi mà trong số mấy trăm nghìn cổ đông của Việt Nam, trong đó có mình được ngài trả lời, thì cái đấy là em cũng thấy là mình rất là vinh dự. Và từ cái mà mình kết nối được với ngài chủ tịch thì lòng niềm tin của mình nó lại thêm động lực hơn. Bởi vì đúng là em thì em chưa có cơ hội để sang bên Dubai. Thì nếu mà được vừa rồi bảo là đăng ký để đi nhưng mà điều kiện nó chưa cho phép, nên là em cũng chưa đi. Nhưng mà chắc chắn trước sau thì em cũng sẽ đi, bởi vì nó là tài sản của mình, thì mình cũng phải muốn biết là tài sản của mình nó như thế nào, muốn được mắt thấy tay sơ. Chứ bây giờ thực ra là các anh các chị đã đi rồi, cũng đã đủ niềm tin rồi, nhưng có thể những người mà mình chia sẻ họ vẫn bảo là mình đã đi đâu đó. Họ nghĩ là mình chưa đi, mình vẫn chỉ là mượn niềm tin của người khác. Em khẳng định là nếu như khi mình quay video hoặc ấy thì còn bảo là mình mượn, nhưng thực sự bây giờ đây là các anh các chị đi là phát live stream trực tiếp chứ không phải là ảo. Thế nên là em bây giờ em rất là tin. Nhưng mà những người mà nói như thế thì em chỉ cho một cái là họ mượn cái cớ đấy để họ phủ định thôi, chứ cũng không phải một cái lý do gì cả. Với hai nữa là tình trạng bây giờ là lừa dối trên mạng rất là nhiều. Rất nhiều người bị mất tiền qua mạng. Nó tự dưng là những cái công việc mà rất là tốt của tập đoàn USD này lại bị ảnh hưởng bởi những cái tình trang web giả mạo. Chính vì cái trang web giả mạo đấy thì nó lại lừa rất nhiều tiền của người dân. Nó dẫn đến khi có những người cần tiếp xúc, họ tin tưởng những cái đấy, họ vào rất là nhiều tiền, nhưng đến cuối cùng là họ bị mất. Bây giờ mình có một cái thông tin rất là chính xác, rất là tuyệt vời, muốn đưa đến với họ, họ cảm thấy họ sợ bởi vì cái nỗi sợ trong họ, họ chưa bứt phá ra được, họ không bóc nói, họ vẫn sợ là mình vẫn bị lừa. Thậm chí có những người còn bảo là tiền, nghĩa là bây giờ nghĩ là đầu tư vào đây phải hết nhiều tiền. Đó, họ nghĩ là đầu tư phải hết nhiều tiền nên họ không dám chấp nhận. Có những người rất thích, vì như thế và một vài người em nói chuyện với một vài người thì có thể là họ rất thích, nhưng trong họ vẫn chưa hiểu, họ cũng chưa dám hỏi như mình là phải đầu tư hết bao nhiêu tiền. Họ chỉ bảo là em không có tiền hoặc là lương của em thấp. Đấy, thì có những cái đấy là họ chưa hiểu được. Thì em cũng chỉ có nói qua với họ là nói nếu như bây giờ mà các em tham gia thì hiện tại chị đang có cái phiếu chiết khấu 1/70. Nếu em tham gia là cái gói nhỏ nhất là 250 đô. Đấy là gói nhỏ nhất, chứ không phải là tận nhiều đâu em ơi. Đấy là em nói chuyện với bạn như vậy. Mà em chỉ tham gia một lần. Nếu như em cảm thấy sau này em tìm hiểu, mẹ em thấy nó hay, nó đúng, nó chính xác, nó tiềm năng, có thể ra tài sản của mình.
Thế còn nếu em không thích thì em có thể dừng lại. Thế em ấy còn bảo với em là em ấy cũng tham gia một cái dự án nào đấy thì do không rút được tiền. Thì em bảo là tham gia cái này không rút được tiền ngay, bởi vì đây là đầu tư giá trị lâu dài. Thứ hai nữa là bây giờ nếu như em tham gia thì em rất là lợi, bởi vì đến năm 2025 là mọi người đã được nhận cổ tức, bởi vì tập đoàn đã đưa ra là 2025 sẽ chia cổ tức cho các nhà đầu tư. Đó, thì em rất là lợi bởi vì thời gian này em tham gia em chỉ chờ đợi có một năm thôi. Nhưng có những anh chị tham gia từ 2017, 2018, người ta cũng chưa được nhận gì từ tập đoàn, nhưng chưa ai kêu mất một xu nào cả. Đó, thì em thông tin với bạn như vậy. Thì em cũng bảo là nếu như mà em đi tham gia một cái buổi học offline nào đấy, nếu như vô tình hoặc là có những nhà đầu tư nào thích nói lớn, em sẽ phát live stream hoặc quay video gửi cho bạn đấy. Thì bạn đấy bảo vâng, nếu như có thì chị live stream đi, chị bảo em để em vào em xem. Bảo ok, bởi vì những cái này là bọn chị không lôi kéo, chị rất tôn trọng ý kiến của em, tôn trọng công việc em chọn. Bạn ấy cũng thích làm về sản phẩm thì nếu như em thích làm về sản phẩm thì chị giới thiệu em với người này. Thì mọi người tự kết nối với nhau. Thì mỗi người có một cái sở thích riêng, mỗi người muốn có công việc riêng. Nếu em thích về dòng sản phẩm thì em cứ tiếp tục về dòng sản phẩm. Còn thỉnh thoảng là chị em mình cứ giao lưu nói chuyện để cho hiểu biết với nhau hơn. Thứ nhất là chia sẻ về công việc, hai là về cuộc sống gia đình, trước lạ sau quen. Thì em cũng chỉ nói chuyện với các em như vậy thôi. Vì trước mà em chưa tham gia vào cái UST này thì em rất ngại gọi điện nói chuyện với mọi người. Đó. Thế nhưng khi tham gia vào đấy rồi thì cái mà để tạo động lực với niềm tin đối với mọi người là mình phải nhấc máy lên và gọi điện nói chuyện trực tiếp. Gọi điện thì không gọi được không, chỉ cho hai đứa nhìn với nhau. Chứ như thể là nhiều tình trạng như thế bây giờ lừa đảo trên mạng. Chỉ cần mình gọi điện như thế kia, không có hình ảnh thì họ sẽ nghe. Đặt máy rất xa, không nghe được cái giọng của họ là như thế nào. Còn mình gọi video, không bao giờ họ nghe cả. Họ không bao giờ họ nghe. Đấy là cái mà mình xác định được là đâu là thật, đâu là giả, cái đơn giản nhất. Đó. Thì em từ những cái mà mình kinh nghiệm như vậy là nhiều khi mà các bạn ở trên thuê này chỉ cần anh chị em nói chuyện mà được vài lần mà nghe có thể thân thiết với nhau ấy, thì sẵn sàng em sẽ gọi điện. Nếu như không tiện thì em sẽ không gọi điện. Thì đấy là em nghĩ là thứ nhất là mình cũng bứt phá được về cái niềm tin của mình, cái sự mạnh dạn của mình. Em nghĩ là bây giờ mình có một cơ hội tốt, mình cứ cho đi thôi, chứ mình cũng chưa yêu cầu, mình cũng chưa được phải là mình phải cho đi, mình phải nhận lại cả. Mình cứ cho được bao nhiêu thì mình cho. Với cái kiến thức của mình hiểu đến đâu thì em chia sẻ đến đấy. Bởi vì mình tham gia đây, mình cũng phải tìm hiểu cái tư mà, đúng không anh? Anh cũng không thể nói cho em biết hết được. Anh không thể nói cho em biết hết được. Có thể là có sách, có vở của ngài chủ tịch có hết. Nhưng mà mình phải tự mình tìm hiểu. Thì mình tuyệt vời. Em Hằng rất là tuyệt vời. Em Hằng cũng mới tham gia chưa được một năm, nhưng mà quả thật là thấy em Hằng phát triển bản thân từng ngày từng phút. Chúc mừng em Hằng và sẽ chúc cho em Hằng sở hữu được 20 triệu cổ phần đầu tiên sớm nhất, và em Hằng sẽ có một cái lan tỏa cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta, nhiều người biết đến cái cổ phần doanh nghiệp UST. Cảm ơn em Hằng rất là nhiều. Và sau đây thì muốn hỏi em Đinh Hà, đó là em Đinh Hà với em Duyên, bản thân hai em là xuất thân ở trong doanh nghiệp, ở trong cơ quan nhà nước đó, trong cơ quan công quyền. Vậy thì anh muốn hỏi em Đinh Hà đó là khi em tham gia vào tập đoàn UST này, có cái gì mà làm cho em cảm thấy nó giống như mình rất là khó khăn khi phải đôi lúc cuộc sống chúng ta phải chấp nhận lựa chọn một cái, bỏ đi một cái tốt để lựa chọn một cái tốt hơn, và có thể phải bỏ qua cái tốt hơn để lựa chọn một cái vĩ đại.
Đó. Thế thì anh muốn được nghe cái cảm nhận khi mà em trải nghiệm với cộng đồng OST của Việt Nam chúng ta, cũng giống như là những thông tin của em nắm được về tập đoàn. Thì đến phút này cái suy nghĩ bên trong của em hiện tại bây giờ nó như thế nào, em có thể chia sẻ với mọi người không? Sao thế nhỉ, của em Đinh Hà mọi người có nhìn thấy không? Em Duyên có nhìn thấy anh Hà không? Chắc không bạn, anh nhìn thấy em. Anh Lai ơi, anh Lai có nghe được em nói không? Ok, Nghe nghe được được em. đó mà không thấy hình. Thế à, nhưng mà sao em lại không nhìn thấy hình của mọi người nhỉ? Cả hình của em không thấy. Đúng rồi, không thấy hình của em đâu. À, lúc nãy thì À, hôm anh nay Lai. thì bố một giờ tôi không nhìn thấy. Anh Lai hỏi lại cái câu hỏi ban nãy hỏi em ấy, bởi vì cái đấy trong cái lúc anh hỏi thì em lại không nghe được. Em thử thoát ra đi, em vào lại đi để cho nhìn thấy hình ảnh cho mọi người ngắm em luôn. Một cộng đôi Việt, đằng nào đây cũng là một cộng đồng gia đình mà, chúng ta không phải khách sáo gì cả. Ok đây rồi. Trong cộng đồng của mình nhiều giáo viên. À, tuyệt vời quá rồi, cảm ơn em Đinh Hà. Anh muốn hỏi Đinh Hà đó là bản thân em xuất thân cũng là công nhân viên ở trong một cái tổ chức, vậy thì khi mà tham gia vào cộng đồng OST này này, đến bây giờ cái niềm tin bên trong của em nó như thế nào, và cái tương lai hoạch định cái cuộc đời mình thì em đang dự kiến nó như thế nào? Rồi, ok anh Lai, cảm ơn anh Lai cái câu hỏi giao lưu vừa rồi. Xin chào chị Duyên, một cô giáo đúng không ạ? Chào chị Cấn Hằng đúng không ạ? Em Hà thì đúng là cũng có 11 năm trong lĩnh vực công chức nhà nước. Thế thì thực ra là cái niềm tin của em nó có ngay từ đầu. Bởi vì em là giáo viên vật lý, cho nên khi mà nhìn thấy cái con tàu của ngài, cái con tàu cao tốc chạy với tốc độ 500 km/h ở trong trung tâm ấy, thì bản thân em Hà có một cái lúc đó mà em Hà tức là gần như có một cái trực giác, có một cái trực giác để mình có ngay cái niềm tin ở cái chỗ đó. Chứ còn thực ra cái lúc đó thì em Hà chưa có tìm hiểu nhiều các cái tiêu chí của một doanh nghiệp đâu. Nhưng mãi sau này khi mà chuyển thành đối tác thì em Hà tìm hiểu kỹ, bởi lý do là cái sự gọi là cái quyết định của mình ý, thì nếu mà mình có bị vấp ngã đi chăng nữa thì nó chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mình thôi thì không sao cả, nhưng khi mình đã trở thành đối tác thì mình phải có đủ các cái tiêu chí, có đủ các cái thông tin để trên cái cơ sở là mình hiểu rồi, nhưng mình đi chia sẻ để người khác hiểu nữa thì nó lại là một cái vấn đề cao hơn, nó ở một cái cấp độ cao hơn. Cho nên là em Hà thì đầu tư từ năm tháng 7 năm ngoái, nhưng mà mãi tới tháng 4 vừa rồi thì em Hà mới chuyển thành đối tác, tức là trong một cái thời gian dài như vậy em Hà tìm hiểu thì em Hà lúc đó mới có cái đủ cái niềm tin, đủ niềm tin để trở thành một người đi đi chia sẻ cho người khác. Thế còn lại là niềm tin về cái công nghệ này thì em Hà có ngay từ cái thời điểm em Hà đầu tư rồi, đấy là chia sẻ với anh Lai. Thế và cũng tâm sự với anh với chị là 11 năm đứng trên bục giảng thì và sau này khi mà đọc về 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 sách ấy, rất nhiều người có nói với em Hà rằng là sách nó không giúp mình làm giàu được. Bởi vì nếu mà giàu được ấy, thì ai người ta cũng mua sách để người ta đọc. Thế nhưng có một điều nếu mình hỏi ngược lại thì bản thân cái người bình thường có thể viết được thành sách hay không thì nhiều người lại không trả lời được. Bởi vì có thể là anh em mình ấy, thì cũng có một gọi là có một chút cái tư duy mở rồi, nhưng mà để mà mình viết được thành một cái cuốn sách mình lưu hành trên toàn cầu này thì quả là một điều rất là khó khăn, mình phải phấn đấu rất là lâu. Thế cho nên là những cái cuốn sách nó giống như những cái gọi là tri thức, những cái tài liệu cực kỳ quý. Thế còn khi mà mình đọc vào đó thì mình sẽ tức là bây giờ nhiều người người ta nói rằng là ví dụ như bây giờ anh em mình là học vật lý chẳng hạn, thì có nghĩa là mình đã giống như các cái nhà khoa học, bởi vì mình học rất nhiều định luật
Nhưng mà ngày xưa là mỗi một nhà khoa học người ta chỉ nghĩ ra một hai định luật thôi, nhưng mà mình thì lại học tất cả các định luật đó thông qua những cái cuốn sách mà họ để lại. Thế và sách nó là thông tin. Đúng là khi mà mình đọc ấy thì nó chỉ nâng cao cái tư duy của mình thôi. Thế còn lại là cái việc mình có giàu được hay không nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Khi mình đọc sách thì nó sẽ có được cái tư duy của những người họ đã thành công, và thậm chí là có mình sẽ nhìn được cả những cái mà họ đã thất bại rồi để mình có thể tránh ra được. Đấy là cái thứ nhất là về tư duy mình sẽ có. Cái số 2 nữa là mình, nếu mà mình muốn giàu được mình phải có được công cụ. Nếu mà mình có tư duy tốt nhưng công cụ nó không có thì mình cũng không thành công. Em Hà lấy ví dụ chẳng hạn, khi mà mình vặn một cái, bởi vì em Hà là giáo viên vật lý, cho nên ngày xưa khi mà dạy cái bài toán gọi là vặn nút chai, nó có một cái bài toán gọi là bài toán về quy tắc vặn nút chai. Thì nếu mà mình không hiểu cái quy tắc đó thì mình sẽ không vặn được cái nút chai ra, kể cả mình có tài giỏi mấy đi chăng nữa. Thế nhưng khi mà mình biết được cái quy tắc đó thì mình vặn cái nút chai nó rất là đơn giản. Thì đó là về mặt công cụ. Thế bà em Hà thì quan niệm thế này, là sức anh em mình nó có hạn. Sức anh em mình nó có hạn. Mình có tài mấy nó, cái sức của mình nó cũng là có hạn. Thì khi mà mình có được công cụ thì mình mới mượn lực được. Đó, ví dụ như bây giờ đi từ đây vào trong Sài Gòn thì anh em mình hoàn toàn có thể đi bộ được. Nhưng có điều là nó rất là chậm. Có thể là cái thời gian đối với mỗi một anh chị em nó sẽ khác nhau. Có những anh chị em là cần đến đích phải nhanh hơn. Họ rất giỏi nhưng họ muốn đến đích nhanh hơn. Thế và cũng có người thì thấy mình còn đang trẻ, cho nên cũng chưa vội gì phải về cái đích đó. Cái đích ở đây em Hà muốn nói đó là cái thành công và hạnh phúc viên mãn. Có nghĩa là mình phải đạt được đến cái đó. Cái đó nó là cái đích đến của mỗi người. Mình phải đạt được bình an, mình phải đạt được cái hạnh phúc, mình phải đạt được cái tự do về mặt tài chính, thì đó là đích đến. Thì rất nhiều người trẻ bây giờ là mình đang hơi gọi là thủ thẳng, cứ là mình cứ đi, bởi vì là mình còn trẻ mà. Ngày xưa em Hà cũng thế, thấy rằng là ô cũng chưa vội gì, nhưng mà bây giờ thì gần đầu 4 rồi cũng không mấy mà thành 45 tuổi. Anh khi mà ngồi với lại các anh chị mà cùng ngành thì các anh chị bảo ôi giời, qua 45 tuổi chú thấy nó khác ngay, anh đã trải nghiệm rồi. Thế thì thay vì mình đợi đến 45 tuổi mình mới có cái cảm nhận đấy, thì mình nghe cái câu chuyện của họ để mình đón trước đi. Đó, mình đón trước cái hướng đó. Thế và cái nữa là liên quan đến thời điểm. Thì để nó thành công được hay không thì tư duy rồi, công cụ rồi, nhưng nó liên quan đến thời điểm nữa. Thì nếu mà nói về cái thời điểm thì đối với cái công nghệ này thì đây là thời điểm quá tuyệt vời. Em Hà phải nói là bái phục những anh chị mà nắm bắt cái cơ hội này từ 2014. Bởi vì lúc đó nó chưa có cái gì để cho người ta sờ đâu ạ. Giống như chị Cấn Hằng là đang mong muốn là sang UAE để mình sờ vào cái sản phẩm của mình, cái tài sản của mình. Những anh chị từ 2014 không được sờ cái gì. Thậm chí là làm gì gọi là nhìn được những cái bằng sáng chế của ngài chủ tịch thôi chứ. Chứ làm gì có con tàu, làm gì có trung tâm, làm gì có. Lúc đó còn thậm chí là gặp ngài chủ tịch rất là ít. Đó, thế nhưng bây giờ thì nó là cái thời điểm cuối một cái giai đoạn, một cái doanh nghiệp mà bây giờ nó đã có sản phẩm rồi, hầu hết là các sản phẩm đã được chứng nhận rồi, nó đã được chứng nhận rồi, thì đây nó là một cái thời điểm cực kỳ quan trọng đối với một doanh nghiệp. Thế còn lại thì ở ngoài kia là rất nhiều anh chị là chưa đón nhận. Thực ra là mình cũng rất là thông cảm với là những anh chị đó, bởi vì là thông qua cái nền tảng xã hội bây giờ nó có rất nhiều các ý kiến trái chiều. Nếu mình chỉ đứng ngoài cuộc để mình tìm hiểu thì cái thông tin nó rất nhiều kiểu thông tin. Thế cho nên là em Hà thấy có một cái câu mà một anh chị nào đó chia sẻ rất là hay, đó là thời trước thì mình đọc báo, mình đọc thông tin, mình nghe đài để mình có kiến thức. Thế nhưng bây giờ thì có kiến thức mới đọc được báo, mới đọc được thông tin. Nó khác nhau đấy. Đó, cho nên bây giờ là thông tin ai cũng có thể đưa được, không có ảnh hưởng đến ai. Khi mà mình kết luận một cái điều gì đó, ví dụ như bây giờ mà truyền thông kết luận là UST là công ty lừa đảo, thì cái người mà viết ra cái thông tin đấy là dính đòn ngay. Cho nên không bao giờ họ dám kết luận mà họ chỉ nói là cảnh báo thôi. Thì cảnh báo thì không có sao cả, đúng không ạ? Không có sao cả. Nhưng mà nếu mà có kết luận, giống như trong lịch sử, bên ngân hàng Litva, đúng không ạ? Người ta kiện ngài chủ tịch.
Thế và ngài chủ tịch thì sau này phải hầu tòa và cuối cùng thì ngài chủ tịch đã thắng kiện trong cái vụ kiện đó và họ phải đền bù cái danh dự, đó là cái điều đương nhiên. Thế cho nên là khi mà anh chị nghe truyền thông mà nếu có một cái câu kết ngoặc chắc chắn là tập đoàn này là tập đoàn lừa đảo. Thứ nhất, nếu mà lừa đảo thì các cái bộ phận về pháp lý người ta sẽ vào cuộc. Cái số 2 nữa là cái người mà có cái thông tin đó thì sau này sẽ phải hầu tòa, bởi vì là khi mà có kết luận chính xác như vậy rồi thì anh phải có được cái thông tin chính xác thì anh mới dám kết luận như thế. Cho nên là tất cả các thông tin mà anh chị nghe về tập đoàn ở đây nó đều là cảnh báo, nó đều là gọi là những cái thông tin gọi là trên góc độ cá nhân của họ thôi, chứ nó chưa có một cái kết luận gì cả. Đấy, đó là một cái điều. Thế và gần đây thì em Hà cũng có nghe được một số anh chị làm TikTok đó là live stream về cái sự không minh bạch cũng như lừa đảo của cái doanh nghiệp, tức là nói một cái thông tin trái chiều về cái doanh nghiệp này. Thế nhưng mà khi em Hà tìm hiểu thì em Hà lại thấy một cái điều này, bản thân họ đang là người nôi chúng ta vào các cái sàn, sân sàn chứng khoán cũng như các cái sân sàn khác. Có nghĩa là họ không phải là rất là thoải mái như anh em mình là cứ trao thôi, chứ mình cũng không có nôi họ về nôi khách hàng về với mình, mà đây mình chỉ là chia sẻ cái thông tin, còn lại là khách hàng họ đón nhận, bà con đón nhận như thế nào, có góc nhìn như nào, đó là trên cái tư duy của bà con, cái mong muốn của bà con. Thế nhưng mà bản thân khi em Hà nghe cái live stream của một cái chị mà làm TikTok thì chị nói rằng là lừa đảo đấy. Anh chị mà muốn đầu tư anh chị phải vào cái kênh của tôi là người có thông tin kiến thức. Thế cho nên đấy là họ là bởi vì họ cũng đang là người làm về chứng khoán. Thế và nếu mà bà con mà không tin mà vào đó là chúng ta dính đòn. Thế cho nên là cái thông tin ở trên mạng xã hội bây giờ nó rất là nhiều, thì thực sự là mình phải có được cái kiến thức thì mình mới phân tích được nó là đúng, nó là sai như thế nào, vì xã hội bây giờ là thế giới phẳng mà. Thế và đây em Hà thấy có một cái rất là hay, cho nên là em Hà cũng là trong lĩnh vực giống như chị Duyên, nhưng tại sao em Hà lại quyết định dừng lại thì cái câu chuyện của mỗi một người nó sẽ khác nhau. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái hay ở cái chỗ là bây giờ là thế giới phẳng, cho nên là người Việt thì lại là kiếm tiền đô nhưng lại kia tiêu tiền Việt. Thế nhưng còn lại là người nước ngoài, người ta ví dụ người Mỹ người ta kiếm tiền đô nhưng họ lại tiêu tiền đô. Thế cho nên người Việt Nam mà nếu mà nắm bắt cơ hội sẽ giàu nhanh hơn người Mỹ. Thế thì cách đây là tầm khoảng 4-5 tháng em Hà có nghe là một cái video là trong một cái tổ chức mà vinh danh những cái tỷ phú, thì cái người đứng đầu tổ chức người ta lại nói rằng là lộ trình 2032 thì cái số tỷ phú ở châu Á và châu Mỹ nó lại vượt ở châu Âu đó. Thế thì và sau này khi mà nghe về một cái chia sẻ của ngài chủ tịch thì ngài có nói rằng là cái chỗ mà nó đất chật người đông, ví dụ như ở Mỹ hoặc là ở Trung Quốc, là cái chỗ đấy nó không còn, tức là nó không còn cơ hội để mình chen chân vào đấy, thì bây giờ cái mình hãy rời ra những cái vị trí mà người ta còn chưa nhìn thấy đó, chưa nhìn thấy. Thứ nhất là về cái công nghệ của mình cũng là cái công nghệ mà nhiều người cũng chưa nhìn thấy. Cái số 2 nữa là cái công nghệ của mình nó giải quyết được ở cả những cái vùng mà từ trước bây giờ cái giao thông nó đang rất khó khăn. Ví dụ như ở sa mạc thì từ trước bây giờ chỉ có đi bằng lạc đà hoặc là máy bay thôi. Hoặc là ở các cái vùng mà gọi là Nam Cực thì tuyết nó đóng băng suốt, cho nên là giao thông nó cũng bị tê liệt, nó cũng hoạt động nó cũng không được nhiều. Thì bây giờ cái giao thông của mình nó hoạt động được ở nhiệt độ là cộng trừ 60 độ C, cho nên là mình sẽ khai thác được ở những cái chỗ đó, mà ở những cái chỗ đó nó đang có cái nguồn tài nguyên rất là tốt đó, thì sau này nó sẽ là những cái mà rất là tiềm năng. Thế cho nên là ngài tỷ phú Warren Buffett ông có nói rằng là tức là mà hãy mang cái cơ hội của mình ấy, mà đi chia sẻ cho người khác mà nhiều người ta gật đầu thì mình hãy coi chừng, bởi vì cái sự mà thành công nó dành cho số ít đó, cho nên là nhiều người gật đầu có nghĩa là cái cơ hội đó nó đang không còn có giá trị nhiều nữa, thì mình hãy coi chừng. Thế cho nên là khi mà anh em đi chia sẻ hoặc thậm chí là anh em live stream ở đây có nhiều người ta ném gạch ném đá, nó là chuyện rất bình thường. Thế và khi mà em Hà làm kênh TikTok là khởi nghiệp xanh ấy, anh ấy, em Hà cũng mới làm thôi, thì nếu anh chị có thời gian anh chị có thể vào giao lưu với em Hà. Thì cũng có những anh chị comment là những anh chị mà đang chia sẻ về USD đều là dân tộc cả,
Anh chị ạ, tức là họ đang 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 họ đang đang có những cái suy nghĩ nó hơi trái chiều, nhưng không sao cả, đó là cái chuyện rất bình thường, bởi vì là suy nghĩ của mỗi người đều đúng cả, nó không hề sai đâu. Thế nhưng mà nó đúng ở trên những cái góc độ khác nhau, tức là nó giống như một cái xe thì mình nhìn ở bất cứ một cái góc độ nào nó thì nó lại ra các cái hướng khác nhau. Đấy, cho nên là mình không thể kết luận là họ nhìn cái xe ở đầu thì là xấu, nhưng mà mình nhìn ở đuôi thì nó lại là đẹp chẳng hạn. Thế cho nên là cùng một cái xe đấy, thế nhưng mà có những người họ kết luận khác, có những người thì lại theo một cái hướng tích cực hơn. Thì em không có trách gì những anh chị như vậy cả, và cũng mong muốn là những anh chị như vậy tiếp tục vào giao lưu. Thì thông qua cái câu hỏi của anh Nai hôm nay, giao lưu hôm nay, thì em cũng có một vài cái thông tin giao lưu với các chị trong buổi tối ngày hôm nay là như vậy. Cảm ơn anh Nam. Cảm ơn em Hà rất là nhiều. Em Duyên tính nói gì à? Em cảm ơn anh Hà. Khi mà nghe anh Hà chia sẻ cái câu chuyện thì em có một cái câu chuyện nhỏ muốn được chia sẻ với cả nhà. Em có hai nhà đầu tư. Một nhà đầu tư thì cũng đã mất khá nhiều tiền, cả ở Nhật Nam và ở cả các cái công việc kinh doanh của bạn đó nữa. Bạn ấy đã mất khá nhiều tiền, mất mấy tỷ. Thì khi mà em Duyên chia sẻ thì em thực sự là em chưa gọi điện, chưa nhắn tin một chút nào cả. Và em cứ lên mạng em phát tay video ạ. Và bạn ấy có theo dõi em một tuần và bạn ấy hỏi là thì em đang làm cái gì đấy. Thì em có chia sẻ về cái cơ hội này. Thì bạn ấy bảo là thế tiềm năng như thế nào. Thì em có nói một câu là giao thông là huyết mạch của quốc gia anh ạ. Và em chỉ nói đúng một câu đó và bạn ấy không hỏi gì em thêm và bạn ấy chốt luôn. Và hiện tại bây giờ thì bạn ấy đang sở hữu 1 triệu cổ phần. Và có một bạn nữa thì em cũng xin kể ngắn gọn ạ. Một bạn nữa thì bạn ấy cũng mất khá nhiều tiền ở Nhật Nam. Bạn ấy có chia sẻ là bạn ấy năm ngoái khi mà bạn ấy đầu tư thì bạn mất hơn 3 tỷ ở Nhật Nam. Và bạn ấy có chia sẻ một cái câu nói khi em chia sẻ về dự án của mình thì bạn gặp rất nhiều cái thông tin trái chiều như anh Hà chia sẻ ạ. Và bạn ấy, em gọi điện bạn không nghe và em nhắn tin bạn cũng không trả lời. Và sau đó thì sau một thời gian thì em có gọi điện và em có chia sẻ. Và bạn ấy cũng đã đón nhận và sở hữu cổ phần của UST. Thì bạn có nói là gì ạ? Chỉ cần cái dự án của chúng ta là thật, dù bạn ấy có chờ 3 năm hay 10 năm, bạn ấy vẫn kiên định bạn ấy chờ. Bởi vì bạn ấy biết là đây là một công ty thật, là một sản phẩm thật và một người làm ăn thật. Và nếu như không may chủ tịch của không thành công thì bạn ấy cũng không có gì hối hận. Nhưng còn ở Nhật Nam thì bạn ấy nói là gì ạ? Bạn ấy đã thất bại ngay từ khi bạn ấy ký hợp đồng cho vay với Nhật Nam rồi. Và khi mà em chia sẻ thì em đã chia sẻ cho bạn ấy các cái nguyên nhân tại sao bạn ấy mất tiền ở Nhật Nam. Và em muốn biết là tại sao bạn ấy mất tiền ở Nhật Nam, và khi bạn ấy áp dụng các cái tiêu chí thì bạn ấy sẽ nhận ra được đâu là giá trị, đâu là đầu tư giá trị. Và bạn ấy có nói một câu mà em thấy rất là hay, đó là khi bạn ấy ký hợp đồng với Nhật Nam, bạn đã thua ngay từ ngày đầu tiên rồi. Và bạn ấy chỉ cần là USD của chúng ta lên sàn thì dù bạn ấy có đợi 10 năm, bạn ấy cũng vẫn đợi. Dạ, em xin chia sẻ cái câu chuyện nhỏ của mình với anh chị như vậy ạ. Rất là biết ơn anh chị ạ. Ok chị Duyên, cái câu chuyện của chị Duyên thì lại quay lại câu chuyện của Alibaba đúng không ạ? Một người phụ nữ của Hồng Kông làm nhân viên của Alibaba, thế và chờ đợi thì cô cũng rất là sốt ruột, nhắc ngài Jack Ma liên tục là bao giờ thì Alibaba thành công đúng không? Thế nhưng mà đúng là giống câu chuyện như của chị Duyên, khi mà người ta đã hiểu rồi thì cái thời gian chờ đợi nó không còn quan trọng. Bởi lý do là mình đầu tư đúng giá trị, mà nó càng giá trị thì có thể là thậm chí cái thời gian đợi nó sẽ càng lâu. Đó, chứ không đơn giản. Ví dụ như điện thoại iPhone ta chỉ chờ đợi mất có 4 năm, bởi vì là cái công nghệ mà sản xuất ra iPhone nó sẽ đơn giản hơn cái công nghệ của chúng ta rất là nhiều lần. Đó, cho nên là cái thời gian của chúng ta 9 năm nếu mà để phân tích thì nó quá ngắn so với một cái công nghệ như thế này. Thế còn so sánh với lại các cái công nghệ khác thì thấy rằng là hơi lâu. Thế nhưng mà đối với mình thì thấy rằng là với một công nghệ nó phức tạp như thế thì nó không hề lâu một chút nào. Thế và khi mà những anh chị đã vào đây, mình đã thò chân vào rồi, mình trở thành người
sở hữu cái doanh nghiệp của mình rồi thì anh chị sẽ thấy rằng là nó giá trị vô cùng. Bởi lý do là mình không có cái lý gì để mình phải thấy rằng là cái thời gian đấy nó lâu. Bởi lý do là càng đọc cái sách của ngài chủ tịch thì mới thấy rằng là cả cuộc đời của ngài còn đang khó khăn, còn đang đến nỗi vợ còn bảo anh chạy xe ôm đi mà lấy tiền về mà nuôi vợ con, anh làm nhà khoa học làm cái gì, đúng không? Đấy, thế rồi là cái người vợ cả của ngài chủ tịch, còn Hà còn nhớ mãi một cái chi tiết, đó là cầm cái xích chó để đập vào mặt ngài chủ tịch, đập nhiều lần, bởi vì ngài say với chuyên môn quá, say với khoa học quá, thế cho nên là có bao nhiêu tiền là cứ đập vào cái nghiên cứu của mình, thế thì mang về cho vợ không được nhiều. Thế thì trong cái thời gian mà khó khăn thì cuối cùng là vợ chồng là xích mích nhau về mặt khi mà cái tài chính nó khó khăn thì xích mích. Thì Hà nhớ mãi là cái câu chuyện là ngài có nói viết ở trên sách là bị người vợ đập cái xích chó vào mặt mình. Thế và cái xích chó nó rất là to, nó to. Thế và cũng tưởng rằng là sau cái lần đó thì ngài cũng mất mạng luôn. Thế thì cái người vợ mà bây giờ thì là cái người vợ hai, thì Hà thấy rằng là đó là cái phúc đức. Cái phúc đức mà cái người vợ đầu người ta không được hưởng, đúng không? Thế còn lại thì ngài chủ tịch thì không trách cái người vợ đấy, mà bản thân ngài cũng trách chính ngài, bởi vì là ngài ấy say mê khoa học nhưng cũng đang không giúp được vợ mình nhiều. Cho nên ngài cũng rất là trách bản thân. Thế thì cái người vợ cả đấy là không chịu đựng được. Và nếu mà nói về tâm linh thì cái phúc đức nó không dành cho cái người vợ cả. Cho nên là bà rời khỏi ông. Thế và cái người vợ hai bây giờ thì may mắn hơn, đúng không ạ? Có cái niềm tin lớn hơn. Thế và có thể liên quan đến cái thời điểm nữa, lúc đó thì ngài chủ tịch cũng có nhiều thứ hơn rồi. Đó. Thì với bất cứ một cái cơ hội nào đó ở ngoài kia thì cũng sẽ có những người đón nhận được. Và cũng có những người không đón nhận được. Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có thể là cái khát khao trong họ chưa đủ lớn, có thể là cái niềm tin vào của chính bản thân họ nó đang bị ảnh hưởng. Họ mất nhiều quá, giống như chị Duyên nói, họ mất nhiều thì bây giờ họ sợ. Thế nhưng mà cái quan trọng ấy là họ luôn luôn phải mở ra. Bởi vì là chỉ là khi mà mình bước vào một cơ hội, mình không đầu tư thì cũng không sao cả, nhưng ít ra mình có một cái thông tin, đúng không ạ? Như ai đó vào đây tìm hiểu cái thông tin của UST, người ta không đầu tư không sao cả, nhưng mà chỉ là vào đây xem là mấy anh em chúng nó làm kiểu gì, đúng không ạ? Tại sao nó lại làm rầm rộ như thế, thì ít ra mình cũng sẽ có thông tin. Thế và trên cái cơ sở các cái thông tin mà anh em chia sẻ, họ có thể hỏi ngược lại mà, thì đấy là cái mà rất là giá trị. Chứ còn cái việc mà khi mà Hà nghe được một câu đó là cho con một núi tiền không bằng cho con một hướng đi, cũng giống như là anh chị em mình ở đây là không có cho ai được cái đồng tiền nào cả, một đô mình không cho, nhưng mình có được cái thông tin. Thế và khi người ta khát khao thì họ ấy vào đây họ giao lưu, có thể là những câu hỏi nào cũng được, không sao cả, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu họ mà đứng ở bên ngoài để họ phán xét thì đó là trong cái bản thân của họ, nó cái khát khao nó chưa đủ lớn thôi. Thế còn những ai mà khát khao đủ lớn, họ sẽ vào họ hỏi, họ giao lưu và họ bày tỏ cái quan điểm, những cái câu hỏi của mình thì hoàn toàn có cái cách để tháo gỡ mà, đúng không? Thế còn những người mà họ tìm cách mà làm gọi là lảng tránh cái những cái cuộc gặp gỡ cũng như cái cuộc điện thoại cũng như là các cái buổi giao lưu này thì họ đang hời hợt quá, đúng không? Họ hời hợt, họ đứng bên ngoài thôi. Cũng giống như anh chị em mình khi còn trẻ thì thấy cái cuộc sống gia đình mình làm sao mình đã hình dung được, đúng không ạ? Thế nhưng khi mình có gia đình rồi, đúng không ạ? Con ốm nó kia các thứ thì lúc đấy mình mới biết. Mình biết là cái cuộc sống thực nó như thế nào, đúng không ạ? Thường thì, mọi người chỉ đón nhận một cái cơ hội khi mà mình gặp biến cố thôi. Còn mà lúc mà mình đang trên đà phát triển hoặc đang có kinh tế thì chắc chắn là sẽ không nghĩ gì. Họ vẫn bảo tồn đồng tiền của họ, họ sợ mất. Đến khi mà họ mất rồi, họ có một nỗi đau nào đấy thì bây giờ họ mới hiểu và họ mới bắt đầu cho mình cơ hội khác. Trước khi mà chưa, mọi người mà chưa trải qua nỗi đau thì đón nhận cái cơ hội người khác trao cho mình thì tỷ lệ rất là thấp. Hầu như là không có. Hầu như họ không có, bởi vì họ cảm thấy cuộc sống của họ như thế là mãn nguyện rồi. Họ bảo như thế là đủ.
mà thậm chí họ còn đổi là số mình chỉ được có vậy, không rau được. Đó, họ đa số câu nói đấy là nhiều. Nên là khi mà muốn thay đổi một cái tư duy của người Việt Nam mình thì đa số là tư duy là ăn chắc mặc bền, nghĩa là làm cái gì phải nhìn thấy thực tế, thì kiểu như là sáng cấy chiều thu ấy, thì là làm là phải có thu hoạch ngay hoặc là nhìn thấy ngay lập tức, thế thì họ tin. Chứ bây giờ mà bảo là lâu dài hoặc là chưa đợi một năm thì họ thấy thì lâu quá. Nhưng mà em thì em lại so sánh, nếu mà ví dụ như thế là mình mà có đi gửi tiền ngân hàng đúng không, mình cũng một năm thì mình cũng một năm sau mình mới lấy được đúng không, chứ đâu có phải lấy được ngay đâu. Nếu như mình lấy ngay thì mình lấy ra nó cũng không có tiền lãi nó cũng không được bao nhiêu. Đấy là mình cũng phải tính đến cái thời gian, kể cả mình làm cái gì cũng phải có thời gian. Nên là tất cả mọi công việc dù xấu hay đẹp, đúng hay sai, mình đều phải tìm hiểu. Mình nếu như mình không biết thì mình có thể hỏi người này người khác. Cũng như bạn Hân, Hân không biết cái gì Hân sẽ hỏi người này cũng được, Hân hỏi người khác. Mình cứ hỏi thôi, không hỏi được thì Hân lên mạng Hân tra. Mình tra Google không được thì tra đủ kiểu luôn. Nhưng mà nó phải bằng khi mà mình cảm thấy là cái đáp ứng yêu cầu của mình và mình cái câu trả lời nó tạm tạm cho mình rồi thì mình mới thôi, còn không là cứ phải tìm hỏi không được, chứ không đến ngày của mình không làm gì được. Cứ phải hỏi bằng được, nghĩa là phải có đáp án, không có đáp án là không mãn nguyện. Đúng của Hằng là như vậy. Anh Lai chia sẻ gì không? Em hôm nay đi việc hả? Vâng, em bây giờ em phải ra viện hỗ trợ cháu ốm một tí. Vâng, okay. Xong là khi khác thì giao lưu với này các anh các chị sau. Buổi trưa ngày mai thì em Hà cũng có bắt đầu có cái phiên live stream đầu tiên vào lúc 12:30 với cái chủ đề là như em Hà vừa nhắn ở trên nhóm ấy, đúng không ạ? Là sự giàu có đến từ đâu? Thì nếu mà anh chị rảnh thì trân trọng kính mời các anh chị 12:30 ngày mai vào Khởi Nghiệp Xanh cùng giao lưu với em Hà nhé. Trân trọng cảm ơn anh Nai, xin chào các anh chị. Cảm ơn em Hà rất là nhiều. Mọi người ngày mai 12 giờ trưa 12:30 mọi người có thể vào kênh của em Hà để giao lưu với em Hà, nghe em Hà chia sẻ rất là hay. Cảm ơn em Hà rất là nhiều. Chúc cho em Hà sở hữu được 50 triệu cổ phần và lan tỏa cơ hội này cho nhiều người. Cảm ơn em Hà. Vâng, trân trọng cảm ơn anh Nai, chào chị Duyên, chào chị Hằng, chào các anh chị. Em Hà xin phép thoát trước nhé. Ok, cảm ơn em. Của anh bị ồn hay của chị đấy ạ? Ở bên mic của anh hậu hàng xóm hôm nay ông ấy nhà có đám cưới cho nên là nó hơi ồn. Nào cũng như tự tử hát karaoke. Cảm ơn em Xỉu nha, chào anh chị em OST, cảm ơn em Xỉu, cảm ơn anh Nguyễn Văn Giới, cảm ơn anh Chu Văn Việt, cảm ơn chị Nga, cảm ơn tất cả các anh chị em. Ai mà muốn lên đây giao lưu thì mọi người cứ bấm vào nhá. Ai muốn lên đây live stream giao lưu cùng với tất cả cộng đồng OST Việt Nam thì mọi người cứ bấm vào tham gia cùng với em live nhá, tham gia cùng với Mai anh em. Em Duyên có thể chia sẻ với anh với mọi người là kế hoạch mục tiêu của em là em sẽ sở hữu bao nhiêu triệu cổ phần không? Em cảm ơn anh Lai. Trước mắt thì mục tiêu của em đang phấn đấu là 5 triệu cổ phần anh Lai ạ. Nhưng mà sau đó thì sẽ giai đoạn sau thì sẽ tính sau, tại vì hiện tại thì em cũng là người mới biết đến cơ hội này. Và mục tiêu trước mắt của em là như vậy ạ.
Và khi mà mình viết đến UST thì có rất nhiều người nói là phải nhiều tiền đúng không ạ? Nhưng thực ra khi mình đã hiểu bản chất thì đó không phải là nhiều tiền, mà chỉ là một số tiền rất nhỏ mình đã có thể sở hữu được cổ phần của UST. Vì vậy mà khi nếu như các anh chị mong muốn khát khao thay đổi cuộc sống của mình, mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn hiện tại, thì các chị hãy hạ cái tôi của mình xuống, hãy cho mình có cái cơ hội tìm hiểu UST và hãy cho mình được sở hữu cổ phần của UST, dù chỉ là một số cổ phần nhỏ thôi, hay là như anh Lai nói tối thiểu là 200.000 cổ phần để hơn đi em Duyên đi làm công chức cả một đời. Thật ra với mọi người có thể đó sẽ là một cái tự ái rất lớn, nhưng mà khi em Duyên có cổ phần của UST rồi thì em Duyên thấy mình rất hạnh phúc, rất happy, và mình thấy là đây là một cơ hội tuyệt vời. Mình muốn lan tỏa cái giá trị tốt đẹp này và mình muốn là cánh tay nối dài của chủ tịch đến với tất cả mọi người, dù là người thân hay người chưa quen. Thì em Duyên cũng như các anh chị ở đây muốn lan tỏa cái giá trị tốt đẹp của UST đến với mọi người. Mình không thể biết được ai sẽ là người đón nhận cái cơ hội này, bởi vì có rất nhiều người mình chia sẻ thì họ bảo là có khi là họ nghĩ là em Duyên không lừa họ, nhưng họ lại sợ là chủ tịch lừa họ, hoặc là họ sợ cái công ty quỹ đó đầu tư cái tiền đó có về được đúng tập đoàn của chúng ta hay không, có công ty quỹ có mang được cái tiền đó về để phát triển và đưa UST thương mại hóa ra toàn cầu hay không. Và họ vẫn còn chưa cái đủ niềm tin chưa đủ lớn để họ có thể sở hữu cổ phần của UST. Và vì vậy mà em Duyên cũng đã chọn cái cách cho mình, đó là lên mạng xã hội để chia sẻ, bởi vì biết đâu đó sẽ có những người thân hoặc những người chưa thân đi ngang qua và mọi người thấy tại sao con bé này nó chưa lên mạng bao giờ mà bây giờ ngày nào cũng thấy nó xuất hiện. Đó phải là một cái thứ gì đó rất giá trị, đó phải là một cái thứ gì đó nó tuyệt vời như thế nào thì mình mới có thể vượt qua cái nỗi sợ của bản thân, mình mới có thể bước qua được cái vùng an toàn của mình, đúng không ạ? Từ một công chức nhà nước chưa bao giờ ra quản lý trên làm, chưa bao giờ lên mạng, chưa bao giờ biết livestream là gì, chưa bao giờ biết làm video là gì, tại sao em Duyên có đủ cái can đảm đến như ngày hôm nay? Và trước đây thì sau khi mà em Duyên ngừng học để mình đi làm công chức đó, thì mình cũng không có thời gian mình đọc sách. Nhưng khi mình tìm hiểu đến cơ hội UST và mình muốn mở rộng cái kiến thức của mình phát triển bản thân và mình đọc sách, thì mình thấy có một cái như thế này. Ông tỷ phú Robert Kiyosaki ông đã nói như thế nào? Người giàu thì họ không làm việc vì tiền và họ tập trung vào tài sản. Tập trung vào tài sản ở đây là để có một cái dòng tiền thu nhập thụ động chảy về túi của mình ngay kể cả khi ngủ. Bởi vì nếu như bạn làm việc chỉ vì tiền thôi thì nếu như không may bạn rủi ro, bạn ốm đau, bạn không thể làm việc được trong một tháng, trong nhiều tháng hoặc có thể trong một thời gian dài hơn thì những người thân của bạn sẽ ra sao, đúng không ạ? Và cái cách kiếm tiền tập trung vào tài sản đó chính là bí mật của người giàu, mà chỉ khi chúng ta mở lòng ra, chúng ta tìm hiểu và chúng ta mới biết được đó là bí mật của người giàu. Vậy thì tại sao người giàu người ta, ông Robert Kiyosaki thì ông ấy thành công về bất động sản ạ? Và ông ấy sở hữu rất nhiều bất động sản cho thuê. Ông ấy không thành công về cổ phần doanh nghiệp, nhưng ông ấy có viết trong cuốn sách, cái bộ tập sách dạy con làm giàu, và em tôi mới đọc một cái quyển nữa là Chạm tay vào vàng, thì ông ấy đã nói như vậy ạ. Và ông ấy nói là đừng làm việc vì tiền mà hãy tập trung vào tài sản. Tập trung vào tài sản để mình có thể tìm được cái dòng tiền thu nhập thụ động nó chảy về túi của mình. Ngay cả khi mình ngủ, ngay kể cả khi mình không may mình không đi lao động được nữa thì nó sẽ là người lo cho gia đình của mình, đúng không ạ? Vậy thì cái cơ hội UST này không phải lúc nào chúng ta cũng gặp. Từ cách đây rất nhiều năm, ví dụ như Vinamilk chúng ta cũng không biết, đúng không ạ? Hay trước đây Facebook hay Google chúng ta cũng không hề biết, mặc dù hoặc là Grab
những công ty đó họ cũng có huy động vốn cộng đồng, nhưng chúng ta không biết đến thông tin đó. Và tỷ phú Robert Kiyosaki thì có nói là gì ạ? Thông tin chính là tiền. Vậy trước đây những cái cơ hội Facebook đó, Google đó, Grab đó, công ty công nghệ đó, VTV cũng cảnh báo là lừa đảo. Tuy nhiên thì bây giờ họ đã lên sàn rất thành công và công ty họ đều rất phát triển, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay với cái cơ hội như thế này, với cái cơ hội sở hữu cổ phần gốc của một tập đoàn quốc tế, và ngoài chủ tịch còn nói là gì ạ? Chúng ta sẽ là những cổ đông lớn nhất thế giới, lớn hơn cả Apple, Ford, Boeing cộng lại. Vậy thì tại sao chỉ với một tháng lương mà anh chị không dám quyết định, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi làm thuê cả một đời, chúng ta có thể đợi 33 năm để chúng ta nhận về một sổ hưu. Vậy thì chúng ta làm thuê thêm 2 tháng đi để chúng ta đón nhận cái cơ hội này, đúng không ạ? Và biết đâu đấy, chỉ có 3 năm nữa thôi, 2025 thì chủ tịch trả cổ tức rồi. Và sau này khi mà công ty của chúng ta IPO lên sàn, chủ tịch còn nói là sẽ lớn hơn cả Ford, Boeing, Apple cộng lại. Vậy thì các anh chị thử nghĩ xem ạ, với 1.000 cổ phần mà nó $100 một cổ thì các anh chị sở hữu bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Và cái cơ hội thì không phải lúc nào cũng có, và chúng ta không phải lúc nào cũng được hợp tác với một nhà sáng lập được gọi là một nhà khoa học, một vĩ nhân, đúng không ạ? Và chỉ khi mình bỏ thời gian ra mình tìm hiểu, mình có thể, có rất nhiều người em Duyên chia sẻ và bận lắm, không có thời gian tìm hiểu. Thế thì mình bận, mình đi làm thuê cả đời, đúng không ạ? Vậy thì cái cơ hội này, mình không phải đi làm thuê, mình vẫn có dòng tiền thụ động, mình có cơ hội để mình giàu có thịnh vượng. Thì tại sao mình không bỏ ra 2 tiếng, tại sao mình không bỏ ra 2 tuần để mình tìm hiểu, đúng không ạ? Và nếu nó phải như thế nào thì mới rất nhiều người, anh Lai chia sẻ, các chị ở đây chia sẻ và em Duyên chia sẻ, đúng không ạ? Đó phải là một thứ mà đối với em Duyên, nó là vàng, nó là kim cương, thì em Duyên mới dám bước ra khỏi vùng an toàn để lên đây chia sẻ với các cô chú, các anh chị. Có thể là nhiều người bảo là đa cấp, nhưng em Duyên lại thấy vô cùng happy, vô cùng hạnh phúc, bởi vì em Duyên là người biết đến cơ hội này và biết đến, và em tắt tiếng rồi. Thì Duyên tắt tiếng rồi kìa. Em Duyên bị tắt tiếng rồi. Anh Lai còn tắt tiếng luôn rồi kìa. Anh Lai đành tắt để hôn. Vẫn bị tắt à? Cô Duyên vẫn chưa được. Vẫn bị tắt. Tắt tiếng rồi. Chị Duyên tắt tiếng rồi. Em Oanh hay quên tên game bên trên, chị bên trên em Oanh hay quên tên, một bên anh like đó, tên gì đấy? Chị áo đỏ hay chị áo đen? Chị áo đen. Chị Hằng. Chị Hằng. Em Oanh hay quên tên lắm. Áo đỏ là chị Duyên rồi, biết rồi. Thế em áo đỏ là chị Duyên rồi. Em Anh lên giới thiệu về em Anh đi. Hôm nay lên giao lưu đi, giới thiệu về bản thân để cho mọi người cũng biết. Em Oanh thì sinh 1983. Nay tham gia mới có gói nhỏ nhỏ thôi. Ai cũng nhỏ, mới nghìn đồng. Thì cơ duyên nào mà em biết đến UST? Cũng nhờ đến anh Lai, cảm ơn đầu tiên là cảm ơn chị Ngọc là giới thiệu cho anh Lai, và anh Lai là anh là rất là thương mộ anh Lai, nên là anh ấy chia sẻ cho anh với thời gian vừa qua là rất là nhiệt tình, là anh rất ngưỡng mộ anh Lai đấy, thế là anh tham gia thôi. Trước đây em làm gì? Trước đây em anh làm gì? Em anh thì chủ yếu là trồng cây mía thôi.
nông thôn mình trồng ăn này, trồng mía. Trồng mía để xuất khẩu đấy ha. Thời gian nữa. Trồng mía để làm bán vô nhà máy đường ấy. Còn thời gian nữa thì đi phụ hồ. Thì em giới thiệu qua về quê của em đi. Quê em Oanh là ở chị thấy ở Nghệ An, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn. Anh Lai mở mic đi anh Lai. Mời bác. Anh Lai mở mic ra. Anh Lai mic tắt hết rồi kìa. Bên anh hôm nay tôi mới có đám cưới nên là hơi ồn, cho nên là anh cũng không muốn bật mic của anh. Anh Lai hôm nay em muốn hỏi anh nữa. Nó vui. À, nếu mà ôn thì xuống lại xin hôm nay mai lại lại tiếp tiếp anh Thái ơi, lên giao lưu tiếp. Rồi anh em đi xuống để cần vào Zoom. À, chúc mừng cho em Oanh. Anh không biết là mẹ đẻ hay là mẹ chồng, nhưng mà thực tế thì mẹ đẻ hay mẹ chồng thì anh cũng rất là vui. Đó là khi em là một cô bé vùng quê nghèo, nhưng mà mình cũng đã có khao khát, có ước mơ, và mình cũng dám nghĩ và mình cũng dám làm. Không phải ai cũng sẵn có cái tư duy để mà mình dám thay đổi, mình dám bước vào một cái lĩnh vực mới. Không phải ai cũng dám nghĩ những điều đó. Anh chỉ biết chúc mừng cho em Oanh, chúc mừng cho gia đình em, chúc mừng cho nhiều thế hệ con của em về mai sau. Đó, vì thực tế thì tập đoàn UST này, đây là một cái cơ hội nó quá lớn cho toàn cái nhân loại này, chứ không phải là quá lớn gì cho với anh em mình. Đó, chúc mừng em. Em cảm ơn anh nhiều quá chứ. Được cái không cũng nhờ anh cả đấy. Trong thời gian qua em ngưỡng mộ anh và em rất cảm ơn anh ấy. Ngưỡng mộ anh Lai thì cứ phải gia tăng cổ phần liên tục. Chị Hằng nó tham gia nhiều chưa? Chị cùng với em Duyên có một cái trường năng lượng. Với em giống như là em có sẵn một cái bản năng là một người chia sẻ. Em chia sẻ rất là hay. Em cảm ơn anh ạ. Em đang nói đúng mạnh thì lại có điện thoại. À, cho chị hỏi với. Thế là Duyên là giáo viên cấp 1 hay cấp 2 em? Dạ, em Duyên thì là học y ạ, và em làm hành chính ở trong trường. Trước đây thì em làm ở cấp 2, sau đó thì em xin về gần nhà để em tiện chăm sóc con, bởi vì chồng em là bộ đội ạ. Và thực sự là chưa bao giờ em nghĩ là sẽ có lúc em có thể như ngày hôm nay ạ. Rất biết ơn anh chị đã cho em like cùng để có thể được chia sẻ như thế này ạ. Ngưỡng mộ chị Duyên quá gì nữa. Cảm ơn em. Từ bà Vi về nhà chị cũng gần, lúc nào rảnh thì về nhà chị em mình giao lưu. Chị ở dưới Thạch Thất. À thế ạ, dạ vâng. Em cách đây 2 năm là ngày nào chị cũng đi qua bà Vi hết. Dạ. Bà Vi và đã trồng cây đằng cầu. Em Oanh thì ở Nghệ An chị ạ. Em Oanh sinh năm 83. À thế là nhiều. Nghệ An. Dạ. Đã trồng bà Vi với đằng cùng mía hay cây đằng Mùng 4 là được 1 tháng á, mùng 4 là đừng thả bữa tròn tháng á. Mùng 4 là Dương. Thế cũng nhanh nhỉ. Mới đó mà. Đã được 1 tháng. Chị Hằng được nhiều lâu chưa? Chị được ở nhà được 11 tháng thôi. Biết đến cơ hội này là 11 tháng, từ lúc biết phải đến bây giờ. Ngon lành gì nữa, bây giờ mà theo tháng thì theo tháng mà chia ra cổ tức theo tháng được nhiều đấy. Nhưng mà thực ra để tập trung bây giờ chị cũng mới là tập trung thôi, còn trước đây thì cũng chỉ là mơ hồ, kiểu là cũng
không tập trung á. Bây giờ thì mới gọi là tập trung vào thì nó cũng không phải là 100%. Nhưng mà vẫn đang công việc truyền thống nên là 50-50. Vẫn chưa dứt được, vẫn phải làm công việc truyền thống và công việc bên này nữa. Đến mai đi phụ hồ mà bây giờ lại họ lại mượn đi chặt mía đây rồi này. Việc gì cũng làm mày mà, đúng không? Tí nhận phụ hồ để kiếm ngày 200 để góp vào USD. Rồi cố gắng 2-3 năm nữa là không bị vất vả nữa. Em Duyên cũng làm rất cố gắng lấy chiều của Quân. Vất vả thì cũng vất vả thôi. Em cũng làm rất nhiều việc để có tiền để gia tăng cổ phần của mình. Cố gắng mà không biết cố gắng có được. Thì chị em như biết nhiều điều là như vậy mà. Chỉ có là ngoài việc chi tiêu trong gia đình thì những cái vật dụng cá nhân đáng nhẽ mọi khi mình mua sắm thì bây giờ mình không mua sắm nữa. Kiểu bây giờ là mình dành ra để mình gom tài sản. Sau này thì mình có rồi thì mình mua cái gì được. Muốn mua sắm đồ dùng cá nhân mua cái gì cũng có đúng không? Thích cái gì thì mua cái đấy. Nhưng bây giờ thì tạm dừng. Anh Lan chia sẻ đi ạ. Hay là em nói tiếp đi ạ. Em Duyên chia sẻ với mọi người đi, các chị em cứ nói chuyện vô tư đi, bên anh ổn quá tắt mic. Dạ. Thật ra thì cái mỗi người sẽ có một cái cách. Em Oanh nhớ cái mự hồi nãy. Em Oanh nói đi, Oanh nói gì nói đi. Chị Duyên chị nói. Chị Oanh nói đi. Không nghe thấy Oanh nói gì à? Chị Duyên nói đi. Thật ra thì mỗi người sẽ có một cái tư duy khác nhau. Và có những người thì mình không cần phải nói nhiều. Em Duyên có nói là làm video phải năng lượng nên phải tròn vành gió tiếng. Và người bạn của em có nói là đâu gì? Em nghe các anh chị nói chuyện chứ. Em ấy có chuyện gì nữa đâu. Và người bạn của em thì có nói là không cần phải tròn vành rõ tiếng, chỉ cần tư duy người ta mở. Từ khi biết USD rồi là em phải tích cực làm kiếm thêm. Được chưa ạ? Em lại tiếp tục chia sẻ. Chỉ cần chúng ta có một cái tư duy mở, có một cái khao khát để thay đổi cuộc sống này thì khi cơ hội đến chúng ta sẽ đón nhận, đúng không ạ? Và ban nãy anh Hà có chia sẻ là em Duyên lại nhớ đến một câu là hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Bởi vì nếu như cơ hội mà rõ ràng quá thì đó không còn là cơ hội nữa. Nếu như ai cũng biết, ai cũng đón nhận rồi, hoặc là như VinFast bây giờ lên sàn rồi thì đó không phải là cơ hội nữa. Và trước đây thì chúng ta cũng không có cơ hội sở hữu cổ phần của VinFast, đúng không ạ? Bởi vì bác Vượng, bác không huy động vốn của cộng đồng qua hình thức Internet mà bác huy động vốn qua ba cái quỹ, thì trong đó đã có hai quỹ của bác. Vì vậy mà chúng ta có muốn cũng không có cơ hội sở hữu cổ phần của VinFast. Và đến ngày 15 tháng 8 khi VinFast lên sàn là 19,22 đô và ở thời điểm hiện tại là 6 đô la trên một cổ phiếu. Vậy nếu anh chị sở hữu 100.000 cổ phần của VinFast thì ở thời điểm hiện tại anh chị đã sở hữu bao nhiêu tỷ ạ? 100.000 cổ phần là 600.000 đô nhân với 25. Nó sẽ ra mấy chục tỷ, đúng không ạ? Nhưng trước đây 130. Chúng ta sẽ không có cơ hội sở hữu. Và với USD thì chính vì có rất nhiều tai tiếng, có rất nhiều người sợ nên bây giờ chúng ta vẫn còn cơ hội. Nhưng ở thời điểm này, đó đang là giai đoạn 15, giai đoạn cuối cùng rồi. Và không biết công ty sẽ đóng cửa gọi vốn lúc nào. Và nếu như anh chị vẫn chần chừ, nếu như anh chị vẫn bảo là tôi chưa có tiền, tôi tìm hiểu đã. Vậy thì bây giờ mà vẫn bảo là không có nổi 1,2 triệu một tháng. Đàn ông mà bảo không có 2,5 triệu một tháng thì em Duyên vứt. Nói thật là vứt luôn, đúng không ạ? Đúng không anh Lai? Chủ của gia đình mà bảo tiết kiệm 2,5 triệu một tháng, bảo không có tiền thì em thấy vứt. Bởi vì cái cơ hội này nó
như mọi người vẫn thường hay nói đùa là hàng trăm năm mới có một lần, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không tìm hiểu, tại sao chúng ta không đón nhận? Chúng ta có thể dành 30 năm đi làm thuê để có thể hưởng mức lương 5 đến 7 triệu như của em Duyên. Vậy thì tại sao mình không bỏ ra 2 tháng đi? Mình không bỏ ra 2 tháng để mình sở hữu cái cơ hội này đi, đúng không ạ? Và chúng ta có thể chờ 30 năm. Chúng ta chờ được. Thì với UST chúng ta chỉ có chờ 2 năm nữa thôi. Mà chúng ta cũng không dám chờ. Chúng ta cũng không dám đón nhận. Vẫn cho mình một cái lý do là không có tiền. Ảo lắm, đúng không ạ? Nếu như mà nó ảo thì USD có bán hàng được cho các chính phủ các quốc gia hay không? Nếu như USD là ảo, USD không đàng hoàng thì có đi được từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 15 hay không? Còn nếu như USD là ảo thì liệu rằng rất nhiều cổ đông của Việt Nam có đi sang đó livestream phát trực tiếp được không ạ? Ví dụ như chụp ảnh hoặc là làm video thì có thể là ghép, nhưng khi chúng ta phát trực tiếp thì sẽ không chỉnh sửa được, đúng không ạ? Và nếu như ảo thì có bán hàng được cho các chính phủ các quốc gia hay không? Và nếu UST là lừa đảo thì quốc vương UAE có cấp cho chúng ta 28 hecta đất mặt tiền trị giá 750 triệu đô để xây dựng cái khu thử nghiệm ở Dubai không, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta không bỏ thời gian ra chúng ta tìm hiểu? Nếu như chúng ta tìm hiểu mà chúng ta vẫn có một lý do là tôi chưa có tiền thì đó không phải là một người đang có khao khát thay đổi cuộc sống của mình. Còn như em Duyên luôn có một cái khao khát thay đổi cái cuộc sống hiện tại của mình. Em không muốn đi làm thuê, em không muốn để người khác cứ cầm đầu em không muốn người khác áp bức em. Em muốn có được một cái tự do tài chính, em muốn có được tự do thời gian và em muốn có được thời gian chăm sóc cho con em. Vì vậy mà khi cơ hội đến em đón nhận. Ban đầu tiên nhất chồng em có nói một câu như này ạ: thế nếu như lười sao? Và em đã khẳng định là nếu như công ty đó không làm ăn thật, coi như em mất 2 tháng lương. Và em chấp nhận mất 2 tháng lương để em đánh đổi lấy cái cuộc sống mà em mơ ước, đúng không ạ? Có phải là em mời các anh chị 1 tỷ 2 đâu mà sợ vỡ nợ, đúng không ạ? 12 triệu cũng sợ vỡ nợ, cũng sợ em lừa, đúng không ạ? Đó là một cái cơ hội tuyệt vời. Thì em Duyên mới lên đây chia sẻ, anh Lai và các chị ở đây mới chia sẻ. Chứ còn mọi người cứ vào lên mạng gõ cái ảo cái là thôi lừa rồi, xong. Đa cấp, không tham gia. Còn em Duyên thì không thấy như vậy. Và nếu như mà mình dùng cái tư duy mở của mình, nói ngay như năm 2019, năm 2020 thôi, đúng không ạ? Khi đó thời điểm dịch Covid lan rộng và có rất nhiều cái thông tin thất thiệt làm cho mọi người hoang mang. Và khi đó cái an ninh mạng của Việt Nam họ chỉ cần bạn đưa một cái thông tin thất thiệt thôi thì bạn sẽ bị phạt hành chính từ 7 đến 15 triệu, thậm chí là 40 triệu tùy theo mức độ, đúng không anh Lan? Và nếu như cái UST này nó là bất hợp pháp thì nó không thể tồn tại và phát triển ở trên 200 quốc gia. Trong suốt 9 năm qua, các chính phủ quốc gia họ sẽ không để cho UST lừa dân của mình như thế. Và khi nó về đến Việt Nam từ năm 2016 đến nay, liệu rằng Bộ Công an, liệu rằng các cái cơ quan có chức năng, có thẩm quyền có để cho chúng ta ngồi đây chia sẻ suốt ngày suốt đêm như vậy không? Đúng không ạ? Tất cả mọi cái nền tảng xã hội đều có các cái an ninh mạng và họ đều kiểm soát hết. Nhưng vì sao? Vì UST của chúng ta đang hoạt động dưới sự giám sát của luật pháp quốc tế. Có nhiều anh chị nói là không, tôi phải có đầu tư vào công ty của Việt Nam cơ, có sự bảo vệ của luật pháp Việt Nam cơ, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ như cái trường hợp của em nói đơn giản như là của FLC hay là của Nhật Nam hay là của ngân hàng SCB vừa rồi, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã chứng kiến là công ty đó ở Việt Nam và được luật pháp Việt Nam bảo vệ, nhưng khi công ty đó cố tình lừa thì người dân vẫn bị mất tiền mà không lấy lại được.
và thậm chí họ còn đem 500 tỷ hay rất nhiều tiền để họ hối lộ cho thanh tra đúng không ạ? Thế còn UST của chúng ta không có ý định đăng ký chứng khoán tại Việt Nam bởi vì công ty hoạt động và dưới sự giám sát của luật pháp quốc tế đúng không ạ? Tổ chức BVIFSC của Anh, nó thuộc Anh và nó có cái chức năng là phát hiện và tố giác tội phạm về tài chính. Vậy thì một công ty nếu như không minh bạch, không đàng hoàng thì có thể làm việc phát triển từ năm 2014 đến nay không? Và một công ty nếu như không minh bạch, không đàng hoàng thì có thể bán hàng được cho các chính phủ, các quốc gia hay không? Và nếu như không phải là một sản phẩm tiềm năng thì Bộ Giao thông của Dubai có mang cái công nghệ UST của chúng ta đi triển lãm ở Innocharm Bắc Liên Đức vào năm 2022 không ạ? Đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta xác minh và chúng ta có một cái chút tư duy ngược thôi thì chúng ta sẽ thấy là UST là một cơ hội vàng, một cơ hội kim cương mà hàng trăm năm chúng ta mới gặp một lần, bởi vì ba đời nhà em Duyên không biết đến sở hữu cổ phần doanh nghiệp là gì. Và thậm chí người thân của em bây giờ cũng vẫn chưa đón nhận. Nhưng không sao cả, chưa đón nhận không có nghĩa là không đón nhận. Và em vẫn cứ ngồi đây, em vẫn cứ kiên trì, bởi vì em tin là đây là một công nghệ tuyệt vời. Và em tin là chủ tịch của chúng ta sẽ thành công, bởi vì Ngài đã 7 lần thất bại. Và hơn ai hết, Ngài sẽ là người đưa UST thương mại hóa ra thị trường. Hơn ai hết thì Ngài sẽ là người đưa cái đứa con tinh thần của Ngài với một cái gọi là sứ mệnh giải cứu hành tinh, đúng không ạ? Và chính bản thân của hai vợ chồng Ngài chủ tịch cũng đã đầu tư vào đây hơn 30 triệu đô. Vậy thì hơn ai hết Ngài sẽ là người muốn đưa cái công ty của mình để thương mại hóa ra thị trường, đúng không ạ? Và để mà có thể vượt qua được cái vùng an toàn của mình, vượt được qua cái nỗi sợ của mình, một trong những cái lý do mà em Duyên tâm huyết nhất đó chính là Ngài chủ tịch. Và khi em đọc sách về Ngài chủ tịch thì em đã từng khóc, bởi vì cái cuộc đời của Ngài, nghĩa là ngoài cha mẹ của mình, ngoài người thân của mình, thì Ngài nó như là một cái vị Phật sống trong lòng em vậy. Và không phải lúc nào chúng ta cũng có một cái cơ may được hợp tác với một nhà khoa học, đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta không bỏ thời gian ra tìm hiểu? Chúng ta cứ có một cái lý do rất đơn giản là không có tiền. Chẳng có ai là không có tiền hết cả, chỉ có chúng ta có dám hay không. Còn khi chúng ta đã dám, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã muốn, thì nhất định chúng ta sẽ có cách, chứ không phải là chúng ta không có tiền. Bởi vì bây giờ nó đã là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn 15 rồi. Và nếu như chúng ta vẫn cứ mãi ở ngoài, chúng ta sẽ chỉ là người cổ vũ. Và đến khi mà công ty trả cổ tức, đến khi mà công ty lên sàn, thì lúc đó chúng ta mới thấy là ồ, biết thế giá như, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay anh chị hãy cứ thử tin anh Lai đi, thử tin ba chị em ở đây đi, thử 1 tháng lương của mình, thử 2 tháng lương của mình. Nó không thể làm chúng ta thất nghiệp, nó không thể làm chúng ta vỡ nợ, nhưng nó có cơ hội thay đổi cuộc sống của mình, nó có cơ hội để mà lo cho gia đình của mình, thì tại sao chúng ta không dám, đúng không ạ? Em Duyên mà đa cấp, em Duyên mà sân sàn lãi sau trả cho lãi trước, lãi suất 30-40%, thậm chí 50%, thì làm gì có cái chuyện mà đi lừa 1,2 triệu, làm gì, đằng nào cũng đi tù, đúng không ạ? Không ai người ta lên đây người ta lừa 1,2 triệu cả. Em nói thật, em nói thật, chả có ai lên đây lừa 1,2 triệu cả. Cứ im để mẹ làm việc. Chẳng có ai lên lừa 1,2 triệu cả. Nhưng vì đó là một cái giá trị nhân văn mà không phải lúc nào chúng ta cũng gặp. Vì thế cho nên là em Duyên mới, hoặc là anh Lai, hoặc là các chị đây mới lên đây để chia sẻ. Và khi chúng ta đi ngang qua thì chúng ta, ba đời chúng ta, đúng không ạ? Hôm nay em có xem một cái video là gì? Mọi người thì thường hay nghĩ là có làm thì mới có ăn, tay làm hàm nhai, còn không làm mà có ăn chỉ có đi lừa đảo, đúng không ạ?
Trước đây em Duyên cũng nghĩ như thế đấy ạ. Em cũng nghĩ là lừa đảo. Vậy thì tại sao khi mình biết đến cổ phần doanh nghiệp, mình biết đến là người ta không làm mà người ta chỉ có ăn mới đi chơi, người ta vẫn giàu có? Đó là bởi vì người ta sở hữu cái cổ phần gốc và người ta nhận được cái dòng tiền cổ tức theo quý, theo năm, thì người ta mới được tự do về tài chính, tự do về thời gian như vậy, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay anh chị chăm chỉ mãi rồi, làm lụng vất vả mãi rồi, và chúng ta dù chúng ta có đi kinh doanh hay chúng ta có mở công ty thì chúng ta cũng phải bỏ rất nhiều vốn và bỏ rất nhiều thời gian công sức. Ngày hôm nay chúng ta hãy để tiền đi làm việc cho mình. Chúng ta hãy để cho cái đồng tiền đó nó vận hành và nó tìm những cái công ty tốt nhất, tìm những cái, chúng ta không những được chọn công ty tốt nhất mà chúng ta còn được chọn sản phẩm tốt nhất, mà chúng ta còn được thừa kế cho con cháu. Và với UST thì đó không chỉ là cơ hội vàng, cơ hội kim cương, mà đó còn là cơ hội từ thiện đỉnh cao, đúng không ạ? Với một cái công nghệ mà có thể giúp cho hàng triệu người thoát khỏi cái tai nạn giao thông hàng năm, và nó còn là một cái công nghệ mà nó thân thiện với môi trường và có thể xây dựng được trên mọi địa hình, thì chúng ta, khi chúng ta đầu tư vào đây, sau này khi công ty thương mại hóa toàn cầu thì con cháu của chúng ta được hưởng, và chúng ta còn có cơ hội làm từ thiện đỉnh cao, bởi vì chúng ta đang góp phần vào bảo vệ môi trường và chúng ta đang góp phần để giải cứu hành tinh. Một trong những cái đặc sản của các thành phố lớn đó là tắc đường. Và khi mà vừa mới đây thôi ạ, hôm thứ Sáu, chồng em có đi đón mẹ em ở viện về, và để đi một quãng đường 2 km thì chồng em phải đi mất 2 tiếng. Để chồng em có thể đi mất 2 tiếng cái quãng đường 2 km đó, từ Hà Nội về nhà là 60 km, thì phải đi mất hơn 4 tiếng. Và cả chồng em và cả mẹ chồng em đều rất mệt mỏi. Và trong lòng em nghĩ là nếu như có UST thì sao nhỉ? Thì chúng ta sẽ đi chỉ hết có 1 tiếng từ Hà Nội về Ba Vì thôi, đúng không ạ? Và cái cơ hội này nó không phải lúc nào nó cũng sẽ quay lại với chúng ta. Và nó là giai đoạn cuối cùng rồi, giai đoạn 15 rồi ạ. Vì vậy anh chị đừng chờ đợi, đừng theo dõi nữa, đừng là người ngoài cuộc nữa, mà hãy cho mình một chữ dám, đúng không ạ? Nó không làm anh chị nghèo đi mà. Và em Duyên chia sẻ, em Duyên cũng có nói là gì ạ? Thứ nhất, khi đầu tư vào UST chúng ta đảm bảo 2 tiêu chí. Thứ nhất đó là không đi vay lãi, và thứ hai đó là số tiền đầu tư nó không làm ảnh hưởng đến kinh tế của chúng ta, vì chúng ta sẽ phải đợi trong vòng 2 năm nữa, đến năm 2025 công ty mới chi trả cổ tức. Có cái sân sàn nào mà lên chia sẻ mà mời các anh chị như thế không ạ? Họ sẽ phải bảo các anh chị đầu tư thật nhiều vào đây, người sau trả lương người trước, và ngày mai các anh chị sẽ nhận về 30%, 45% của Việt Nam là 45% ạ. Còn UST của chúng em là đầu tư giá trị. Và khi chúng ta đầu tư giá trị thì chúng ta đầu tư dài hạn. Và chúng em vẫn thường chia sẻ là chúng ta bớt một phần thu nhập của mình để mình kiến tạo một cái tài sản, nó sẽ tạo cái dòng tiền thu nhập thụ động cho chúng ta, đúng không ạ? Đó là một trong những cái bí mật của các tỷ phú, các triệu phú đô la trên thế giới mà trước đây chúng ta không hề biết. Ba đời thì em Duyên chưa được sở hữu cổ phần doanh nghiệp, và các anh chị ở đây cũng rất ít người được sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Nhưng nếu như chúng ta biết đến cổ phần doanh nghiệp của Bia Sài Gòn, của Vinamilk, thì hàng năm chúng ta sẽ nhận về từ 5 tỷ, thậm chí là 25 tỷ đồng. Nếu như chúng ta sở hữu 1 triệu cổ phần của Bia Sài Gòn, chúng ta nhận về 27 tỷ tiền cổ tức một năm. Nếu như chúng ta đi làm thuê thì bao giờ cho được 27 tỷ, đúng không ạ? Mà đó chỉ có thể là sở hữu cổ phần của doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thì nó phải có các cái tiêu chí của nó. Chứ chúng ta đi ra ngoài kia có rất nhiều các cái
sân sàn có rất nhiều các cái doanh nghiệp họ cũng mời chúng ta đầu tư, nhưng sản phẩm của nó là gì, nó có đi đầu xu thế hay không, nó có giải quyết được các vấn đề của xã hội hay không, và người sáng lập là gì, có lộ diện không, có phải là một người có tâm, có tầm, có tài không. Và ngoài ra nữa, ngoài người sáng lập ra nữa, thì chúng ta tìm hiểu xem nào cái công nghệ đó, cái sản phẩm đó có dễ bắt chước hay không. Còn nếu như anh chị cứ ham là hôm nay tôi đầu tư, ngày mai tôi phải có lại, thì em Duyên xin khẳng định rằng đó không phải là đầu tư giá trị. Bởi vì không có một công ty nào làm cái gì để có thể ra với cái số lãi 20-30%, thậm chí 50% để trả cho chúng ta như vậy cả. Mà chúng ta phải biết được cái sản phẩm của chúng ta là gì, có dẫn đầu xu hướng hay không, và nó có giải quyết được các vấn đề của xã hội hay không. Và khi mà mình biết được các cái tiêu chí lựa chọn như vậy, và tài chính nó có minh bạch hay không, một công ty mà có minh bạch về tài chính thì có báo cáo kiểm toán chưa, và báo cáo kiểm toán trong nước hay quốc tế. Thì UST đã có 4 năm có báo cáo kiểm toán quốc tế, và nếu như một công ty có 3 năm có báo cáo kiểm toán quốc tế thì mới có đủ điều kiện để lên sàn Nasdaq. Thì UST của chúng ta đã có 4 năm có báo cáo kiểm toán quốc tế, đúng không ạ? Và ngay từ những ngày đầu thành lập, chủ tịch, cái lộ trình để lên sàn của chủ tịch, nghĩa là thành lập công ty năm 2014, thì 2015 ngài đã đăng ký mã chứng khoán quốc tế ISIN. Ngài đã đăng ký mã chứng khoán quốc tế ISIN. Và đó, ISIN là cái đơn vị cấp mã chứng khoán cho Facebook, Google, Amazon. Vậy thì ngài, cái mục tiêu của ngài chủ tịch đăng ký mã chứng khoán ISIN cho UST ngay từ sau cái thời điểm thành lập, từ năm 2015, đúng không ạ? Đó có phải là những cái mà chúng ta nhìn thấy cái lộ trình của ngài chủ tịch? Nếu như chúng ta tìm hiểu, chúng ta nhìn thấy được những cái tính toán của ngài, thì chúng ta mới thấy là ngài đã có những cái bước đi rất chậm, nhưng đó là những bước đi chắc chắn. Và ngài muốn, mong muốn hơn ai hết, ngài sẽ là người đưa cái công nghệ lên ra thị trường. Mặc dù em Duyên chưa được sang thăm công nghệ và chưa được gặp chủ tịch, nhưng lúc nào trong tâm trạng em cũng tin tưởng vào ngài tuyệt đối. Bởi vì khi mình có niềm tin thì mình mới có thể lan tỏa được cái cơ hội này, cái giá trị này đến với mọi người. Mọi người ở các cô ở trường em thì có nói là gì ạ? Công ty nó ở nước ngoài mà chị thì chưa đi, nên mọi người không kiểm chứng được. Cho nên là không phải mọi người không hiểu mà mọi người không dám, đúng không ạ? Có thể dành 30 năm đi làm thuê để cho người khác cầm đầu, mà với một cái cơ hội USD như của mình có 2 tháng thôi, thậm chí bây giờ với các cô giáo chỉ 1 tháng lương thôi, là đã có thể sở hữu được cổ phần của USD. Bởi vì hiện nay chúng ta đang có một cái chiết khấu rất cao, đúng không ạ? Chiết khấu 175, nhưng mà vẫn không dám. Còn em thì đối với em bây giờ thì càng nhiều càng ít ạ. Đó là một trong những cái mục tiêu để mình có thể phấn đấu, đúng không ạ? Khi mình có khao khát đủ lớn, khi mình mong muốn mình tìm hiểu một cái gì đó, mình muốn thoát ra khỏi cái vùng an toàn, và em vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng tự hào khi mình biết đến, và em cũng rất biết ơn cái người đã trao cơ hội này đến với em, và em biết ơn bản thân em đã đón nhận UST. Anh muốn hỏi em Duyên một câu, đó là nếu như mà có một cái gì muốn chia sẻ với những đồng nghiệp của em, những người thân, anh em, bạn bè của em, thì em sẽ nói với họ điều gì? Em chỉ có một câu rất là đơn giản thôi ạ. Thật ra là em mong muốn mọi người hãy dừng lại, hãy nghe em nói. Hãy dừng lại, hãy nghe em nói. Và hãy mở lòng mình ra, hãy cho mình một chữ dám. Bởi vì mọi người dành 30 năm để đi làm thuê được, tại sao không dành 1 tháng lương, đúng không ạ? Có thể đợi được 30 năm, tại sao không đợi được 3 năm? Và đây nó là một cái cơ hội mà 100 năm mới có một lần. Vậy thì tại sao chúng ta không đón lấy? Bởi vì tỷ phú Warren Buffett có nói là gì ạ?
Khi cơn mưa vàng rớt xuống thì hãy mang xô ra để hứng, chứ đừng xây một con đê để chắn nó. Và chính các anh chị đang xây con đê để chắn nó. Bởi vì đây không phải là vàng mà là kim cương. Chúng ta hãy đón nhận UST. Và sau này, bây giờ em Duyên có một câu hay đùa là bây giờ mọi người cứ cười em Duyên đi. Em để cho mọi người cười em, và sau này 3 năm nữa em sẽ cười mọi người cả đời. Em vẫn có một câu nửa đùa nửa thật như vậy, nhưng thực sự trong lòng em nghĩ như thế. Em tin là như thế ạ. Em biết ơn anh chị rất nhiều. Cảm ơn em Duyên rất là nhiều. Anh rất thích câu nói của em Duyên, đó là tại sao chúng ta lại bỏ ra 3-40 năm để đi làm thuê, đúng không? Mà chúng ta lại không dám bỏ ra 3 năm để làm cho chính mình. Đó thì câu nói của em Duyên làm cho anh cũng cảm thấy là rất là chạm. Vì bản thân anh không muốn mình phải đi làm quá 10 năm. Anh không muốn mình phải đi quá làm quá 10 năm. Và anh cũng tin rằng ở trên thế giới này chả ai muốn mình đi làm cả. Vì bản năng con người ta là muốn được vô tư, muốn ở chỗ nào vui thì đến, muốn ở chỗ nào đẹp thì đến chơi, đúng không? Con người ta bản thân là tính là chỉ thích chơi thôi, thích ăn chơi thôi. Chả ai muốn đi làm công nhân cả đời cả, chả ai muốn đi làm nông dân cả đời cả. Đó, chả ai muốn đi làm đến tận 60 tuổi mới được nghỉ hưu cả. Đó, nhưng mà không phải ai cũng làm được điều đó, mà chỉ những người dám nghĩ thôi, những người dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đó. Em Hằng có muốn nói gì không? Nếu em muốn hỏi cả anh và cả em Duyên, nếu như mà không có cái cơ hội UST này thì anh xác định là mình đi làm thuê hoặc làm chủ cho chính bản thân mình, công việc của mình đến năm bao nhiêu tuổi? Cả hai anh em. Cảm ơn em Hằng. Với cái suy nghĩ của anh Lai á, thì bản thân anh Lai cũng là một chủ doanh nghiệp, anh cũng là giám đốc công ty, một thành viên xây dựng. Và ngay từ nhỏ thì anh đã có một cái hướng đi riêng của mình, đó là anh xác định cuộc đời mình sẽ làm cách nào đó để mình có được một cái nguồn thu nhập thụ động. Đó, bằng cách nào đó, ví dụ như là mình làm có tiền, mua nhiều miếng đất, mình cho thuê. Mình xây nhà nghỉ lên mình cho thuê, mình xây khách sạn lên mình cho thuê, mình xây nhà hàng lên cho thuê. Đó, hoặc là mình có thể đầu tư vào các mô hình, ví dụ như là mô hình kinh doanh, sản xuất. Đó, nhưng mà cái tư duy của anh là tư duy làm chủ, chứ không phải là tư duy làm thợ. Tư duy của anh là tư duy làm chủ, chứ không phải là tư duy làm thợ. Đó, anh chấp nhận làm công nhân một cái khoảng thời gian ngắn để mình có thể làm chủ. Đó, cảm ơn em Hằng, cảm ơn em Duyên. Em thì đúng là trước đây mà chưa gặp UST thì em thấy mình bế tắc vô cùng anh chị ạ. Mặc dù là công chức nhà nước nhưng mà em lúc nào trong đầu em muốn nghỉ việc. Em thấy mình bế tắc vô cùng thật sự. Mọi người thường nói hành là chính mà em thấy câu đấy không sai tí nào. Em thật sự đúng rồi, em thấy mình bế tắc vô cùng và em thấy là đúng là trước đây em thấy câu hành là chính không sai tí nào. Và em luôn muốn nghỉ nhưng mà em lại chưa làm được cái điều đó. Và đến khi mà em biết đến UET thì em thấy mình vô cùng hạnh phúc, vô cùng tuyệt vời. Và em có nói một câu là như này: em sắp thoát khỏi chỗ này rồi. Và thế là cô hiệu trưởng cô nghe được, cô bảo không biết giờ này nó làm cái gì mà nó bảo nó sắp thoát chỗ này rồi. mọi người thì bảo em là thôi đừng nói thế, khi nào thành công hãng hay, rồi chưa thành công mà cứ bảo là sắp nghỉ với sắp thoát rồi. Nhưng mà thực sự là trong lòng em muốn như vậy mà, và trong đầu em cũng nghĩ như vậy. Và em thấy là chỉ có USD mới có thể mang lại cho chúng ta cái cơ hội lớn như vậy thôi. Và kể cả nếu như mà không gặp UST thì em cũng chưa biết em sẽ làm gì. Nhưng mà đúng là trong cái thời gian đó là lúc nào em cũng muốn nghỉ việc. Thật sự là như vậy. Em chia sẻ thật. Em cũng đang có ý định nghỉ việc mà em chưa làm được điều đấy. Và đến khi mà em gặp UST thì như cá gặp nước. Em thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tại sao mình lại không dám đón nhận, đúng không ạ?
trong khi đó có rất nhiều người làm chủ gia đình lương 3-4 triệu mà cứ cãi, cứ bảo không nhận, không có tiền. Em thấy bất bạn học ra em cứ bảo là thành công đi tôi theo, thành công đi tôi tham gia vào, nhưng chưa đến lúc thành công thì không có nữa, không có để cho những người đấy tham gia hết rồi. Kể cả những dự án mục tiêu cũng không bao giờ đến được, bởi vì tất cả những nhà đầu tư họ sẽ tái lại tất cả dự án mục tiêu của tập đoàn hết. Dạ, đúng khi rồi. Khi mà thành công rồi thì làm gì đến lượt nữa, đúng không? Thế nên là cũng chỉ mong là qua cái live stream này, như anh em bạn bè nếu như có xem hoặc có nghe thì là cố gắng bỏ ra một chút thời gian để tìm hiểu, chứ đừng thấy cái thông tin trái chiều cái là kết luận luôn. Đó. Bởi vì thực ra là rất nhiều người có cái trí não rất là tài giỏi, chứ đâu phải như chị em như mình, đúng không? Thế nên là chẳng qua là họ không cho mình tìm hiểu thôi. Họ chỉ nghe cái VTVV nó và cảnh báo là họ chốt luôn. Họ chốt luôn, họ không tìm hiểu. Thế nên là cứ hầu như là kể cả các ông chủ làm, dù là có kiếm, bây giờ có thể kiếm tháng hàng vài trăm triệu. Vài trăm triệu đi chăng nữa, nhưng mà nếu như mà họ mà đón được cái cơ hội này thì sau này họ tiền của họ hàng tháng không phải là vài trăm nữa, đúng không? Mà nó là vài tỷ cơ. Như chị em mình là cá nhỏ thì mình bảo là tháng chị em mình có vài trăm, đúng không? Nhưng họ mà họ đón nhận rồi, họ tìm hiểu rồi thì họ không ở con số vài trăm như chị em mình nữa. Tôi chỉ hy vọng là sau cái đợt mà live stream của chị em nhà mình hay là thường xuyên, không những chị em nhà mình mà trong cộng đồng ấy thì live stream rất là nhiều. Nếu mà để bây giờ vào mạng xã hội thì chỗ nào cũng thấy live stream, giờ nào cũng thấy người live stream nói về UST. À, phải nói là cộng đồng UST rất là mạnh, rất là yêu công nghệ của mình. Phải nói là yêu cái tập đoàn của mình. À, nên là hy vọng là mọi người cho phép mình một cơ hội tìm hiểu. Chứ chưa phải mọi yêu cầu là mọi người phải là tham gia, mọi người phải là đầu tư. Chỉ là yêu cầu, mong mọi người cho mình một cơ hội tìm hiểu thật kỹ. Để cho mà mình biết, nếu như mà như em hàng biết ý, thì để mà mình tìm hiểu trên trang web ý, thì mình cứ vào cái trang Bách Khoa Toàn Thư, mình tìm đấy là chính xác nhất, chuẩn nguồn nhất, đúng không? Không, cái trang Bách Khoa Toàn Thư nó sẽ không thiên vị một ai, không thiên vị một tập đoàn nào cả, nó sẽ nói thử, nó sẽ là cái công bằng nhất. Thì cứ như cái anh chị mà viết mạng rồi đấy, viết internet, viết tất cả rồi thì vào cái trang đấy thì rất là dễ. Không như thể là em hàng đấy, em Hằng không có biết công nghệ đâu, nên là có thể là em Hằng phải may mà còn sơi đã ra. Thế nhưng bây giờ em Hằng cũng biết được vào đấy để mình tìm thôi. Thế nên là những anh chị mà biết rồi thì hãy cho mình, hãy bỏ một bớt cái lòng tự trọng của mình đi, để mình tìm hiểu cái cơ hội này. Mình cơ hội có 102, chứ không phải là có phải là năm nay tôi không có, sang năm tôi có, 5 năm sau đâu có, chắc chắn không còn nữa. Bởi vì cái giai đoạn 15 này thì nhiều bây giờ ấy, rất nhiều cá mập, như chị em mình đã nói hôm nay là cá mập, là gom rất nhiều tài sản rồi. Có những người đập gom lên vài chục triệu cổ phần rồi, họ vẫn muốn nữa, muốn thật nhiều cơ. Họ muốn 100 triệu cổ phần rồi. Đó. Thế nên là những cái giai đoạn mà trước là chị em mình không biết, đúng không? Chị em mình biết là giai đoạn 15, giai đoạn cuối, nhưng mà cái lúc đầu giai đoạn của 15 này thì em Hằng còn chưa thấy nhiều nhà cá mập gom tài sản như vậy. Nhưng bây giờ càng ngày lại càng thấy nhiều. Toàn những nhà đầu tư 500.000 đô này, 300.000 đô, hoặc nhỏ nhất là 20.000 đô. Đó. Họ gom rất là nhiều. Mà cả người mới cũng có, người cũ cũng có. Như vậy là em Hằng nghĩ là cái cổ phần gốc của tập đoàn này cũng không còn nhiều nữa. Mà đến hai là em chỉ lo là mình chưa kịp có tiền để mình gom thêm thì đã hết rồi. Rồi cũng mong là mình làm rồi làm sao để mình tích góp được ít ra để mình gom thêm. Chứ không là đến lúc mình có mình muốn gom cũng không được nữa. Em Anh có gom thêm nhiều được không? Em Anh ơi, mở mic đi.
Chưa mở mic. Nói chung là anh em mình trong cộng đồng này thì lòng tham hồ đấy đúng không? Muốn muốn gom thật nhiều, muốn có thật nhiều. Em anh chắc chỉ nghe chị em mình nói thôi. Có rất là nhiều người nói là không làm mà đòi có ăn thì chỉ có lừa đảo đúng không ạ? Nhưng chúng ta cứ chăm chỉ mãi, chúng ta cứ làm việc mãi, nhưng chúng ta có giàu được đâu, đúng không ạ? Công nhân làm 10 đến 16 tiếng một ngày có giàu được đâu? Thì em Duyên làm một ngày 8 đến 10 tiếng rồi, ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật em cũng chăm chỉ cũng đi làm thêm việc nọ việc kia, em có giàu được đâu? Và cái bí quyết đó là người ta sử dụng đòn bẩy. Và bí quyết của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới đó là sở hữu cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Và em có được nghe câu chuyện của anh Tuyên, không biết nhà mình có nghe không, nhưng anh Tuyên đã chia sẻ là anh Tuyên gặp 500 giám đốc và những người giàu và anh đều xin số điện thoại và anh chia sẻ. Thì một trong những bí quyết đó chính là họ sở hữu cổ phần doanh nghiệp, đầu tư một lần và hưởng trọn đời. Vậy thì ngày hôm nay các anh chị, các cô chú, các anh chị đi qua live của anh Lai, của mấy anh chị em, chúng ta hãy bỏ thời gian ra tìm hiểu. Và biết đâu đấy chúng ta đủ duyên, ngày mai chúng ta sẽ cũng là những nhà đồng sở hữu công nghệ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái cuộc sống thịnh vượng, chúng ta sẽ có cái cơ hội thay đổi cuộc sống của mình, mà không phải đi làm thuê, mà không phải phụ thuộc, không phải áp lực. Bởi vì công việc nào cũng cần phải có áp lực, bởi vì cuộc sống nó vốn như thế. Nhưng chỉ khi chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn không đón nhận, chúng ta chỉ đứng ngoài thì chúng ta chỉ là người cổ vũ thôi. Đến khi cơ hội nó hết, đến khi em Duyên thành công rồi, có rất nhiều người nói là thành công đi rồi theo. Và lúc đó thì không còn đến lượt của chúng ta nữa, đúng không ạ? Khi thành công rồi thì làm gì còn nữa mà theo. Còn bây giờ thì nói ra giả ra cứ cãi, không có tiền. Tiền thì còn lo mua vàng. Em có một bạn chuyên mua vàng, chuyên mua vàng, chuyên tích vàng, nhất quyết không đầu tư. Và em cũng vô tư thôi, bởi vì là có những người mở tài khoản rồi còn chưa dám đầu tư. Bởi vì họ khi họ gặp thông tin trái chiều thì họ sợ, và mình có chia sẻ thì họ cũng không, họ không mở lòng ra. Nhưng mà có người khác chia sẻ dự án sân sàn, họ lại vẫn đưa tiền vào, thế mới tài chứ. Vẫn có thể bỏ tiền ra cho những cái sân sàn đó mà không dám đầu tư vào giá trị. Và không dám, chúng ta cứ nghĩ đơn giản như thế này đi ạ. Ví dụ câu chuyện người lái xe của tỷ phú Lý Gia Thành. Khi tỷ phú Lý Gia Thành nghỉ hưu thì có nhà ý sẽ tặng 10 triệu đô la hồng vông cho lái xe. Và ông ấy có nói từ chối, và ông nói là gì ạ? Rất biết ơn ngài, nhưng mà trong suốt cái thời gian làm việc với ngài, ngài mua cổ phiếu mã nào tôi cũng mua một ít, và ngài mua đất ở đâu tôi cũng mua một ít. Vậy thì câu chuyện rút ra là gì ạ? Có rất nhiều những cái người thành công, họ sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Chúng ta muốn giàu có, chúng ta hãy follow theo người giàu. Chúng ta hãy làm việc thông minh, chúng ta hãy để tiền đi làm việc cho mình. Và chúng ta sẽ sau 3 năm nữa, 5 năm nữa, chúng ta sẽ được hưởng trái ngọt. Và đời con, đời cháu chúng ta sẽ biết ơn là trước đây ông bà bố mẹ của nó đã đón nhận cơ hội UST và để cho nó có cơ hội nó sở hữu cổ phần gốc của tập đoàn sẽ có vốn hóa lớn nhất, đúng không ạ? UST dự kiến sẽ chiếm 50% giao thông trên toàn thế giới. Sẽ không có một cái nguyên thủ quốc gia nào đi đặt hàng 1 km đường cả. Nếu như anh chị mua TV, mua điện thoại, các anh chị sẽ chỉ mua một chiếc. Nhưng không có một quốc gia nào người ta sẽ đặt hàng 1 km đường cả, mà sẽ là hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn km, đúng không ạ? Và chúng ta cũng không cần phải đợi UST về Việt Nam chúng ta mới thành công. Chỉ cần những nước giàu, những nước tiên tiến thôi, họ đón nhận, họ đưa công nghệ UST vào cái đất nước của họ, thì lúc đó chúng ta đã là người có tiền rồi.
mỗi một con tàu chạy mỗi một cái đường dây thì chúng ta đã được nhận cổ tức từ đó rồi, đúng không ạ? Với một cái cơ hội tuyệt vời như thế này mà anh chị cứ cãi là không có 2,5 triệu thì em Duyên thấy quá kém. Em đã bảo bạn em là 1,2 triệu mà không có, 2,5 triệu mà không có, đàn ông quá kém luôn. Và em không biết các bạn có giận em không, nhưng em nói thẳng thế đấy. Em là đàn ông mà không có số tiền đó thì kém lắm. Bạn ấy còn dành đi nhậu. Và khi mình hiểu thì mình sẽ không thấy nó là vô nghĩa các anh chị ạ. Khi mình hiểu được giá trị của cổ phần gốc, mình hiểu được cái sứ mệnh của Ngài Chủ tịch, mình hiểu được cái giá trị tốt đẹp của UST, thì mình chỉ mong muốn khao khát làm sao mình sở hữu được nhiều cổ phần thôi. Bởi vì thực sự thì đó cũng chưa chắc đã phải là giàu, đúng không ạ? Đúng không anh Lai? Mà đó là mình một phần mình hỗ trợ để cái công nghệ này sớm đi vào với cuộc sống. Nó có thể cứu hàng triệu người thoát khỏi tai nạn giao thông mỗi năm. Và mình góp phần đến cái sự thành công của Ngài Chủ tịch. Và Ngài đã dành cả cái cuộc đời của mình cho công nghệ vận tải đường dây. Thì không có ai dành cả một cuộc đời để đi lừa cả. Bởi vì riêng cái sở hữu trí tuệ của Ngài trong cuốn sách Nhà Kỹ sư Thế giới là 9.700 tỷ đô. Còn cái sở hữu trí tuệ công nghệ vận tải đường dây là hơn 400 tỷ đô ấy ạ. Đó là Ngài đem đi định giá để thành lập công ty thôi. Còn sở hữu trí tuệ của Ngài là 9.700 tỷ đô. Thì Ngài có ăn ba đời cũng không hết. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì cái sứ mệnh của Ngài từ khi Ngài còn 8 tuổi. Đó là sứ mệnh giải cứu hành tinh đối với bà mẹ trái đất. Và một trong những cái dự án mục tiêu hiện bây giờ rất nhiều các anh chị chia sẻ đó là mùm Utera, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, sẽ có cái nguồn đất, nguồn nước, nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe của thế hệ chúng ta và con cháu chúng ta nhờ mùn Utera đó. Mùn Utera có thể giúp một cái sa mạc của Dubai thành một cánh đồng lúa mì xanh mướt. Và nó còn giúp cho chúng ta tránh được những cái thuốc bảo vệ thực vật, những cái hóa chất kích thích. Đó là một trong những cái nguyên nhân tại sao tỷ lệ ung thư tăng rất cao và trẻ hóa rất là nhiều hiện nay. Và đó chính là một cái phần mà anh chị em chúng em ngồi đây muốn đưa cái công nghệ này thành công. Nó sẽ giúp cho cái thế hệ tương lai con cháu chúng ta có một cái môi trường sống tốt hơn, có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, đúng không ạ? Và đó không còn chỉ là vì tiền nữa các anh chị ạ, đúng không ạ? Em Duyên thì nghĩ như vậy. Bởi vì ví dụ như anh Lai nói là chỉ 200.000 cổ phần thôi là hơn 40 năm đi làm thuê của em rồi. Vậy thì tại sao chúng em vẫn ngồi đây để chia sẻ? Bởi vì Ngài Chủ tịch còn nói là gì ạ? Tôi không muốn người giàu cứ giàu mãi, người nghèo cứ nghèo mãi. Tôi muốn trao tài sản trí tuệ giá trị cả đời tôi đến những người dân nghèo cũng có thể nắm bắt được. Và ở thời điểm này, nếu như ai nắm bắt được cơ hội UST thì chúng ta sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình. Vì vậy, ngày hôm nay em Duyên cũng chỉ có một cái mong muốn, đó là chúng ta hãy ngồi lại nghe cái lý do vì sao chúng em sở hữu UST, nghe cái lý do vì sao chúng em ngồi lên đây để chia sẻ. Và biết đâu đấy, chúng ta đủ duyên, chúng ta cũng sẽ là người sở hữu cổ phần của UST. Và đó chính là một cái phần góp phần cho tương lai xanh của thế hệ con em chúng ta sau này. Chứ em Duyên chưa bao giờ thấy xấu hổ vì mình ngồi đây mình là đa cấp. Em khẳng định luôn, em chưa bao giờ em thấy xấu hổ, bởi vì nếu xấu hổ em đã không ngồi đây. Mà em thấy tự hào vì cái thứ mà em đang trao đi. Còn ai nhận được thì đó là phúc phần của họ. Chứ không phải là đừng sợ là em nhận được cái gì. Đúng không ạ? Đừng sợ là anh Lai và em Duyên hay là chị ngồi đây nhận được gì. Mà hãy nghĩ rằng chúng ta sẽ nhận được gì. Và thế hệ tương lai của chúng ta sẽ nhận được gì từ UST, đúng không ạ? Anh Duyên xin hết. Em hôm nay nói nhiều quá. Ê, anh Lai chưa kể.
Hôm nay anh ồn quá nên anh không muốn mở mic. Vâng. Thôi chắc là hôm nay anh em mình xuống hai chim đấy, giờ cũng 2 tiếng thôi. Có gì tối hoài chị em anh em mình lại gặp nhau. À. Dạ. Cảm ơn em ạ. Cả nhà xong live stream của một em. Biệt, chúc cả nhà ngủ ngon. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.